Ok, chào anh em nhé. À, mình vừa mua được một chiếc xe chiều nay, vừa mua một chiếc xe R15 này, một chiếc Future này, Lead này, Vision này, đẹp này, OE50cc này, một chiếc SH mua con này có 43 triệu này. Hai con này mới lết, một con 2019, một con này 2021. Chị cho xe con này, không sợ nó đây. Nó đang rồi. Một xe OE con Exciter, một con Winner. Anh chờ tí, giờ qua tuần phải chờ tí. Đây giới thiệu anh em đây một chiếc con cứ giới thiệu con này đi. Đây một chiếc Future, ông quay vòng cho con. Chiếc Future em nó biển số đời 2002. Đấy. Rồi, ông đọc cho con đi. Ông đọc vâng. Biển 29P8 6766. Rồi. Này Hoàng Dung đang đi học lớp nâng cao gọi là các cán bộ đây để về điều hành ấy. Về mỗi mình đây. Ok, cũng chưa nhìn thấy đây. Xe này vừa mới mua về. Em ơi, bao kiểm tra giá con này bao tiền đấy? Chưa có giá trong này. Tải thật đấy, vừa xong rồi. Đấy. Sao có được qua không thấy đây? Thì chờ nhá. Đấy. Đầu bò đầu mê. Đầu bò đẹp. Được, nói chung là xe được. Ngon lành. À đây rồi, đây rồi. Con này mua có 11 triệu thôi. Cộng cho anh em 1 triệu 7. Giải quyết anh em đi. Đi làm đi ăn dành cho anh em to cao đẹp trai. Ngon lành. Đây máy móc đấy, máy nổ ngon lành. Ok rồi, ok. 12 triệu 700 rồi. Con này nhá. 12 triệu 700. Đấy đầu bò được. Xe nó không vung vắn. Đồ là nó zin zin đấy. Sơn xi nó zin đấy. Tem mác zin. Không mông má đâu. Nói chung là xe nó cũng vừa ấy phải. Đấy. Ok em tắt anh nhé. Ơi. Tắt con này. Tiếp theo là một chiếc xe giờ con này nó CBR. Em nó sản xuất 2019. Đấy vừa mua anh em vừa mua xong. Đấy. Mua có 38 triệu thôi. Xe dành cho anh em ấy vừa mua của hai mẹ con một chị ở hai mẹ con đến đây cũng xem live Hoàng Kiên nhiều quá. Cảm ơn bà chị đã để cho em con xe R15 này nhá. Quý Hoàng Kiên quá, để bán được 38 triệu. Con gọi là CBR, em nó đến từ Hà Đông. 29T1 80908. Rồi, ông cái đấy quay nhanh đi. Ông quay chỗ khác, đứng tại chỗ cho đấy. Đấy, máy zin nhá, máy zin. Đây là CBR đây. Đầu bò đầu mê cái thứ này ngon này. Đấy. Đây, máy móc zin nguyên bản. Xe chạy hơn 3 vạn. Đấy, rồi con đi nói chung là đi đường này nó tắc đường nó hơi bị số tay nó hơi kiểu nó vướng vướng. Nhiều lúc đèn xanh đèn đỏ nghe điện thoại là nó hơi khó nên phải bán đấy. Đấy 019 anh em nhá. Mua 38 triệu rồi. Dòng xe này xe mới đắt lắm, mới có cả đăng ký là 8 mấy triệu ấy. Đấy, mới đi hơn 3 vạn bán lỗ kinh khủng luôn. Đó là Honda nhá, xe nhập khẩu Thái, xe Thái. Cộng anh em 4 triệu. Một chiếc xe riêng dòng thể thao thì nó miếng nó hơi to tí nên anh em nó buôn nó nhiều. Nên mình thỉnh thoảng mình buôn con. Nhá. Đấy. Cái này là 42 triệu này. Ok. Cộng 4 là cộng rồi. Rồi, cộng giá 4 triệu rồi. Ok, vừa mua một chiếc này SH nhá, xe này vừa về nhá, hàng nó vừa về xong, Đấy chia sẻ anh em. Đấy vừa về xong. Đấy. Ông quay vào cho con, em nó sở thân 013 xe chính chủ vừa mua xong nhá. Mua 43 triệu. Đấy. Xe SH 125 29P1 272 bằng con này phải lên, nhưng con này chưa có co dọn, nhưng con này dọn lên thì đẹp lắm. Nhìn xe nó mộc, xe dán ni lông. Kính xe. Anh đâu à? Đây này anh nay vừa đến cửa quan xong đúng không? Ừ. Ở đây giao lưu tí nào. Cảm ơn 71 anh em đang xem nhá. Đi đâu? Thì ông Nguyễn này ơi, có con OS100 màu đỏ còn không? OS100 còn đấy chị Quỳnh nhỉ? Vẫn còn nhé, OS đâu, đâu con OS100 màu đỏ mà. Bán rồi, con đây bán rồi, Hiếu Nguyễn ơi. Nguyễn nói tiếc quá, tiếc em 81 tiếc quá. Ok, con 81 của một đại ca Việt kiều ấy, vợ mua chiều chồng mua cho chồng ấy, vẫn để nhà con đi đâu ngắm Việt thứ 9 ấy.
Nói chung anh em còn đam mê là sẽ còn đến lượt, cứ yên chí đấy. Con này là mua 43 triệu xe dán ly lông như đây. Ông quay gần đây, đây là nhìn nó sòm sòm rất là xấu như ly lông như này. Cái này anh em nó bóc ra này, bóc ra là mới. Đấy máy nổ xe mình mua vừa chính chủ. Địa chỉ 12 Nguyễn Văn Huyên vừa mua xong. Đây. Đây, xe bóc ra mới, nói chung là máy nổ đấy thì thầm mùa xuân êm, không tiếng động luôn. 125 43 triệu. Em không? Cộng cho anh em 2 triệu rưỡi con này nhá. Xương zin máy zin. Chưa bao dọn nhá, bao dọn mất 500. Anh em mình có đội mà dọn cho anh em đàng hoàng. Đấy. 45 triệu 500 nhá. Đấy. Dọn anh em đàng hoàng. Cảm ơn 730 người đang xem nhá. Hà Xuân Trường. À, Hà Xuân Trường có con dem dành cho người lười hình thức sạch sẽ không đợi giám đốc. Hiện tại là cũng chưa, từ lát nữa mình vào trong nhá. Lát nữa vào trong, bây giờ nó đang trời nó đang sáng tối. Đi tối anh em lại vào trong thì đây máy ngon ạ. Máy vẫn nổ đấy, từ nãy giờ nó vẫn nổ. À, có gì đâu. Chả hay gì cả luôn. Sướng lắm. Đấy. Cộng 2 triệu rưỡi rất là hợp lý cho một cùng tỉnh. Đấy. Tiếp theo đây là một chiếc Vision. Em nó sản xuất 2010. Anh em cứ phải chờ đợi tí. Chị Thoa mua cho em con đấy đi. Ướm thằng tí nó vào đây. Có một anh em đến bán một con Zim, một con xe. Ôi, vẫn phải lên in trong hiệu cao tốc. Đấy, cứ phải giới thiệu xe nhà cái đó. Quay vòng qua con này đi hơn bạn. Đấy. Đấy. Ok anh Hiếu Nguyên, ok Hiếu Nguyên nhá. Biển 17B7 45057. Em nói sản xuất 2010 mới không? Anh em nhìn mới không? Mới tinh nhỉ. À, đẹp lắm. Rất đẹp. Vô cùng là đẹp đấy. Con này mua bao tiền nhỉ? Đấy. Chị vào chị báo hộ giúp em con này mua bao tiền. Đấy vừa rồi lại quên mất. Em ơi. Chị ơi. Em ơi vào báo con này cho mua. Nó vừa báo xong. Vừa mua xong nữa. Lúc mình nhỉ? À. Đúng rồi, 26 triệu. Đúng rồi, khai chốt 26 rưỡi. Em nó sản xuất 2010, ông quay cho con này. Ông quay cho con cái năm sản xuất này. 26 triệu khóa từ. Chân trong khóa từ 2010. Đi em nó 18 tuổi. Máy êm. Dòng này chạy 10 vạn nhá, 10 đến 12 vạn. Em nó có 18 tuổi thì chưa có vấn đề gì cả. Mấy vạn 8 không có lo gì cả. Đấy. 26 triệu nhá, cộng cho anh em 1 triệu 7. Một chiếc xe rất đẹp. Này, chủ xe lắp cẩn thận. Đấy, biển số là Thái Bình, anh em Thái Bình cẩn thận. Con gái giữ gì? Đây. Tuần thứ 36/2020. Lốp Thái Bình này. Có mòn đâu, này, sai lỗi này. Không một lỗi nhỏ. Xước một tí chỗ này không đáng kể. Đấy. 27.700 nhá. Ok, cho vào viết giấy đi. Ok, giờ quan toàn anh em mình chưa chịu lên sóng có 6.3 con 211 đây. Chủ rồi. Xe đang bên này. Rồi ông quay. Đây đi sang này một tí. Đây anh em xem nào. 27.700. 78 đúng không? Ông anh 700. Vâng, ông anh bắt tay ông anh ấy. Vâng nhá, cảm ơn anh nhá. Hơi tranh thủ nhanh. Ông anh đây chủ xe đúng không? Giá cả là bán là bao tiền ơi? 6.3 triệu rồi, dùng anh em bán cho nhau, anh em biết nhau rồi, đơn giản. Ok. Ông anh có chào các sếp trên này tí nào? Ờ đây, em xin phép em cài cái mic cho anh. Biết gì? À thôi, không phải lên. Anh chào câu cho này. Chào. Anh tên gì nhỉ? Bình. Anh Bình nhỉ? Anh Bình chắc có sẵn khơi. Ít xem có ông anh bên cạnh xem luôn. Ông anh cũng phải. Chưa sửa bài liên tục. Chưa sửa bài liên tục. Hoàng Kiên. Ok. Ê, anh Bình bán em 6.3 triệu đúng không? Một chiếc xe gọi là. Ôi em nó đến từ Thành Nam. Anh Bình ở Thành Nam luôn. Đúng rồi, em yên tâm đi. Chính chủ Thành Nam rồi. Rồi, đây là. Đây anh em quý mến. Tiền nó chỉ là vấn đề thôi, khi nó vui bán, thích thì bán thôi. Đấy. 6.3 triệu à, đau quá, ôi trời, đây nhìn này, con cờ dựng ngược này, nó là con này mà, nó là 2011 mà, con này nó là Dìm Thái, này, Dìm Việt thì lại ngon quá, nhảy vào nó lại, số nó hẩm hiu, nó lại là con gái, ôi khổ, hơi hút thuốc lào, hơi khói tí, hơi hút thuốc lào, như khói, con này khói đen không sợ, em nhìn vô nhá, tất cả dòng xe anh em lưu ý nhá, có lại ướt đít rồi, coi là như kiểu gà cúm ấy, là chỉ có chết thôi, đấy, riêng anh em lưu ý nhá, giống mà cứt cò mà ướt đít là gọi là vứt đi xe máy thế thôi, như là gà cúm mà dạng cứt cò là coi cụ đi bạn ấy không chữa được, lại thay hơi thay biên đấy. Con này thì chưa bị ướt đít, không sao, con này nó bị ăn dầu thôi, ăn xăng đấy. Khói đen nha anh em nhá, khói đen nó là ăn xăng,
không phải ăn nhớt, ăn nhớt bệnh nặng hơn. Khói đen nó chỉ điều chỉnh qua cái chế tí xong. Hôm nay còn cho anh em triệu bảy. Rồi, triệu bảy. Ok. Đấy, ông anh thay thế hộ ông anh đi cùng. Thay thế đi cùng. Đây, máy zin nhá, máy zin. Ờ rồi, xịn xịn, ok, ông anh đơn giản là rồi. Đây đẹp không? Ôi giời, ôi xe. Đây ông anh quý mến đấy, anh em giới thiệu đấy đấy. 2.2 vạn như km chết rồi, đây này, nhìn này. Xe dừng xe nhưng mà tốc độ nó vẫn 45 km. Nói chung là xe nó dùng kẹt rồi, kẹt. Xác định phải xử lý qua cái đồng hồ thì nó kẹt. Đấy, xe nó không đi mà tốc độ 45 km. Kẹt. Còn này nếu mà chăm sóc thì... Anh đi làm đi ăn đi. Ok. Đấy. Ok, cảm ơn 90 người đang xem nhá. Thao Trần một nhiều xe đẹp quá. Ok, đây 10 đâu. Ok, đấy ok. Anh ông em 10. Vâng. Ê ông em, đây là một chục nhá, không phải ông anh một chục đâu. Chỉ nhắm anh ơi. Ừ. Vâng. Bao nhiêu? Đấy, để cho anh con gym này là biển Lam Sinh nhưng mà Lam Sinh các cụ mình thôi. Ừ. 1906. 1906 nhá. Cụ nào sinh năm 1906 thì cụ dạy để cụ mua cho con cho cháu Hoàng Kiên được nhờ. Con cháu mới được nhờ. Máy ngon lắm anh Kiên ạ. Cồn cờ chắc lắm. Ích Trần. Mấy hôm nay mới được xem trực tiếp. Ok Ích Trần ơi. Thảo Trần. Hiếu Nguyên. Ok anh em chia sẻ bài cho cái nó máu nào. Nó hơi ít người xem nên này nó không hơi nhạt tí. Đấy. Con này bao tiền? Ông em. Để cho anh Kiên là 13.500.000. Ông em có cái pha đèn này giống một cái like, cái nick like của mình của anh Sơn. Ở Ninh Bình, ông quay cái mặt đi. Đúng không? À đúng rồi. Anh Sơn Ninh Bình xe một chạy 120 km đây này. Chạy gãy cả kim. Sáng chóe luôn. Đấy quả đèn này là quả đèn của anh Sơn ở Ninh Bình anh ấy. Một cái TikTok của mình lên gần 2 triệu người xem. Đây. Đi gym Longkin chạy 120 km chạy gãy cả kim. Đấy. Con này có chạy được 40 km không? Quá chất luôn. Hoàng Đạo có con Windows không anh Kiên? Hiện tại là hình như còn một chiếc sao mà. Alo. Có phải con xe máy Hoàng Kiên anh nhỉ? Vâng đúng rồi, em đang like anh nhá. Vâng anh nhá. Vâng. Vâng. Anh ơi, nhà mình có con Alpha màu xanh Cửu Long bán cho anh nhỉ? Con Alpha Cửu Long xanh Cửu Long bán chưa Long ơi? Alpha màu xanh Cửu Long lúc trên đăng ấy. Vẫn còn không anh nhá? Ôi giá cả trên đấy đấy. Anh có thể liên hệ luôn vào cái video cái bài viết cho em cái. Vâng, giúp em nhé, vẫn còn cọc luôn phát thì cho máu. Em đang like đây, anh vào bếp xe máy hôm kia năm ai cho Hà, em đang live đây. Đang giọng của anh đang trên mấy trăm nghìn người nghe đây. Anh nhá. Vâng, ok. Và cảm ơn anh nhá, có gì cọc phát cho xong. Nào, ok. Anh em, để cho anh dài nét nhá. Ừ, rồi, 13.500.000 thôi. Vâng. Giá rất là hợp lý. Bao nhiêu? 13.500.000. Nó bán rẻ thế, bán cao cao đi. Không. Bán cao cao đi. Bán anh em mình cùng bán chứ. Bán cao cao đi. Cho nó có tê tê gì nhỉ? Nó giật nhỉ? Giật đây mẹ trong ơi mẹ điện mẹ, máy của anh là máy mẹ xịn nhất có thể. Côn cơ rất chắc anh ạ, anh chạy côn cơ chắc. Máy của anh. Nói chung là con này là nó dọn dẹp rồi, dọn lâu rồi. Ôi trời ơi, nó ối rồi ôi rồi. Hàng ối rồi ôi rồi. Nói chung là cầm bệ đây ông quay. Cầm bệ kém rồi. Matiz 8 tầng rồi. Nói chung là lát hết rồi. Tê thế nhỉ? Em à? Giật. Không sao đâu, chết anh chịu trách nhiệm cho, không sao anh treo cái mic mà mình lo gì giật chết. Chết người chết anh chịu cho. Giật dê, giật đấy em đeo vàng bọn anh cài đặt set. Vâng. Là ấy rồi. Điện 110. Điện 110 đấy, nó hơi tê người. Nó nhìn nhịp tim mới đúng rồi. Nó khác nhưng mà. Nó khác người đấy. Nhiễm xạ. Nó lát hết rồi. Không, mỗi tí thì làm hết rồi. Mặt lưng thôi, đẹp mà. Anh giải quyết anh gửi cho 10 chục. Bây giờ? Bằng tuổi em, hợp lý. Đấy. Em nó tên là 10 thì anh gửi em chục. Nhớ anh. Gây hết mấy cái răng rồi. Đó. Không được. Bao nhiêu thì 10 bán. Bây giờ anh kia là con này em đi nó thấy nó chắc chắn em mua. Em được. Mua cũng cao chứ không phải em mua rẻ đâu. Rồi, em nói đi. Thôi nhanh, khẩn trương, 1 phút 30 giây hết thời gian rồi. 13.500.000 anh ơi. Thôi chịu. Thôi anh gửi em 11 triệu cao bằng nhá, giải quyết 11 triệu cao bằng. Bòn LH mút đi.
Còn con ăn ăn mốt mình để trong nhà. Bây giờ đã có 3 nhà xe nhá. Rất là nhiều, thật sự đã không đi hết rồi. Nhiều. Rất nhiều. Nguyễn Thành Công có con 8270 giá khoảng trên 70 triệu không bạn Kiên? Nguyễn Thành Công ơi, có một chiếc đang bán năm mấy triệu, còn một chiếc trên 100. Đấy. Ôi giời ơi, sáng không bán bây giờ ra bán. Thôi chờ chờ, cứ phải chờ. Cứ chờ, đứng đứng để xe đây, khu này chuẩn bị các chủ tịch chuẩn bị giờ tan tầm rồi. Anh em cứ phải xếp hàng lên đi trong việc có đó. Còn 11 đi em ơi, hết thời gian rồi. Thế em chịu rồi nhá. Lượn bục hết rồi nhá, nhìn mặt trời rồi. Ok, cảm ơn anh nhá. Ông anh có con hơi vứt em dọn cho anh cái. Vâng, anh chào các anh trên này đi. Vâng. Các anh em chiến hữu. Vâng vâng, ok. Bán con uây đấy, bán con uây. Con uây bán vừa bán uây. Mười một triệu. Em quen rồi. Thôi em phải nóc ngủ bét nhé đi, mạng xẻ đi. Ba vẩn. Lúc ba vẩn, ông mang cái xe này, mẹ nóc nổ, mẹ bùng hết rồi. Đâu? Gần nhìn cái ánh mặt trời rồi. Gặp bùng như thế này, đây, em ơi. Đây là cái lỗ. Nếu quay nhìn lỗ, nhìn lỗ, nhìn lỗ, nhìn lỗ này. Lỗ này có thể chuột rắn đi qua đi. Thủng hết tất cả, mẹ chết rồi. Xe con này, chết rồi. Hoàng Kiên cứ mua cái đồng nát này, mang tiếng chết. Qua thôi em lên like, thích anh giao lưu với em. Mẹ ớt cối rồi ôi này. Cái này máy được, đúng cái máy thôi. Cái này máy cô đi chắc lắm. Ôi anh bảo đây, tôi gửi em thêm 500 nữa. Em vẫn quen. Dạ. Thế chắc là ý là 12, ông em 10 nó bán. Rồi tan tầm các chủ tịch bắt đầu lên đường rồi, nhanh. Em ơi hết thời gian rồi. Em quen mà, để anh 13 triệu. Thôi chịu. Tối nay để anh 12 rưỡi đấy. Không mua được. Thôi anh... nhanh mua cho 12 triệu, rồi nhanh. Thích anh mua đầu máy bao nhiêu, anh còn chưa xem đầu máy. 80 của em. 8 vạn à, 97 rồi ok. Chốt cho em 12 triệu. Em mua 12 triệu. Thế thôi, không được thôi. Thôi chia tay nhá, chia tay. 12 triệu mất 20 nghìn tiền rửa. Đây là đăng ký này, anh trai này. Thôi thôi, hết thời gian, không còn thời gian nữa. Vâng. Con trôi không? Không được. Thôi 2, 12. Mẹ lên mua cho mãi mãi cho nhanh. Mẹ phát đi này. 25 em được. Ôi trời. Thôi đăng ký đây. Thôi thôi, chịu chết. Ôi. Ừ. Đi Hoàng Tân 10 triệu đổ lại. Thôi, thế thôi giá đấy. Em ơi, anh tắt like, anh không mua được. Nên bán luôn cho anh. 12 anh cộng tí. Chốt cho 10, 12 triệu 200. Đấy, câu chuyện 22 Tuyến Quảng. Okay. Ừ, rồi. Anh em ai thích con đầu máy 8 vạn này thì giải quyết cộng cho anh em 2 triệu. Đấy, chương trình rồi đấy. Xe này có cái kia đây, có cái đèn này mà ông một đại ca Sơn ở Ninh Bình gọi là chạy gãy cả kim 120 km. Chạy gãy cả kim. Và bọn nó bốc đầu nghe sướng lắm. Lon kim đấy ạ. Kinh. Ông chém hơn 2 triệu người xem. Mẹ video của mình nói ông Sơn Ninh Bình ông ngẳng nhẳng. Này máy chất nhỉ? Anh giáo sư Vũ Kiều thấy máy được. Máy chất được lên nhỉ? Ờ đâu được. Máy chất được cái đầu máy. Đầu máy mà hai là đầu bò cái zin đấy. Đầu bò này lốc này. Không bị thay đồ tàu đồ dùng gì đâu, xịn đấy. Đấy ngon. Đúng rồi, đúng biển. Được cái biển, đúng rồi, đúng biển. Hay hết. Ừ. Ok, cháu là sáng này chú giả 27 rưỡi. Sáng chú giả là 26 mấy thôi. Đúng, 27 rưỡi cháu không yêu chú xem lại like buổi sáng thật. Đây chú cài mic này. Sáng thì chú giả có 26.500 con này thôi, con này. Đâu, chú xem lại like có 27.5 mà chú cháu nó đi làm gì đâu. Đăng ký tháng 1 2022 này. Ừ. Gì có 8.000 cây mà. 8.000 cây à? Vâng, đi xe 8.000 cây. Thôi để chú 27 triệu đi cho nó thoải mái. 27 rưỡi thật sự cháu 27 rưỡi được đúng 500. Sáng chú giả 27 rưỡi à? Vâng, thì đấy cháu bán luôn à. Cứ mang ra làm gì thế xong nó lẳng nhỉ. Lúc đấy chưa lấy được đăng ký đó. chiều buổi vòng xuống nhà nó đi. Xe chất mà, ăn biển bán AS luôn nhưng mà 8.000. Về Hà Nội em nhá. Có xuất sắc bên này thì ông quay vòng cho con xe này. Đây kìa Oppo, xe Oppo, có nó vỏ ở đây. Chẳng có gì cả. Em ơi, dắt con xe ra để con này vào. Này, mẹ ơi. Ở ấy phải ngăn một số xe ra, đừng để đây vừa like vừa dọn xe. Mọi người cứ tập trung cái khác. Đừng để nó xe lên nó vướng. Ông nào vào xem live thì phải xem lốp còn nguyên chỉ này, nãy con nó mới nhà cả lốp trước còn đôi cả đôi lốp còn chỉ. Sáng anh trả 27 triệu, Nam Tượng Gỗ đây sáng anh phải trả 27 triệu đây. Đây chỗ này bị xòe phát nhá, cũng là một trong những tổ lái. Nhưng mà chắc là không sao, xòe phát tí chỗ này thôi. Không vấn đề gì.
trên này không vấn đề gì. Đâu rồi, đứng vào tường ấy. Không, nó vào ấy vào tường con chú, nếu mà ngã thì để sức hết cái này với cả cái viên lần chân. Đập vào tường. Đây, ngã thì đã xoáy hết chỗ này. Đúng rồi, làm sao mà ấy được. Mõm gì à? 2:30 mà. Ok, chốt cho cháu, ông cháu 2:30. Ông cháu này nó ít tuổi, nó 2K. Nó tử thế không hai. Nếu cái sống thật chú kia nhỉ. Xe đoàn xe mấy trăm cây. Vâng. Thanh niên các bạn chip chip của nó đi nó ngã mua hết xe. Ok. 2:30 rồi mua của cháu Hiếu. Thôi cộng cho anh em 2 triệu. Đấy của nó là đăng ký 2022. Mới đi có 8.000 cây. Đấy. Xe Winner X ABS biển Hà Nội. Đấy xe nói chung là xước một tí chỗ này thôi. Oppo là do cọ ở tường nhá, không có một vấn đề gì. Đây. Lốp râu ria xồm xàm hết vẫn theo xe đây. Ông quay chưa? Đây nhanh cả trước, nhanh. Thời tiết là làm khẩn trương, tất cả mọi cái phải hết sức khẩn trương, máy móc nguyên bản, chưa có đâm va cái gì cả. Đấy. Cảm ơn. Ok, chuyển đúng. 10-12-22. Ừ. Cháu Hiếu này là 27 triệu. 275. Mẹ ơi. Đâu cái xe gì? Anh đừng để đấy, bây giờ phải. Bây giờ giới thiệu con này đi, từng con một, đừng có cho vào đây nó đang tắc đường. Đấy chị Thoa lọc cái những con xe nào được thì ấy không có cho vào, con nó cứ vướng. Hỏi xem giá luôn đi. Đây một chiếc xe 50cc dành cho học sinh sinh viên. Đấy. Anh em cứ đỗ xe đây xong rồi để tắc hết cả đường. Nhiều anh em bây giờ like là anh em nó đến bán khổ. Ờ đúng rồi. À, nam tượng gỗ đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp không anh em? Km thì có 241 cây nhá. Xe này dành cho ai mua cho gia đình, mua cho ai vừa rồi Dung là bảo định cho mua cho con trai đi học ấy. Nhưng mà Dung bây giờ ngay không có nhà. Đấy. Xe ga 50 nhá. Quay 50cc. Biển số đi. Ông cầm ông đọc cho con. 29AB24787. Ừ. Cái này cái từ từ mới dò nhá, bởi vì nó hơi khó. Con uê để chưa nhìn đâu. Uê chưa nhìn nó uê đâu. À đây rồi. UA29AB. Chả nhìn nó nằm chỗ nào luôn. Mẹ ơi vào sửa lại cái UA này. Mẹ ơi mẹ vào bảo sửa cái này đấy. Ba để dừng công việc, mỗi người hỗ trợ tí đấy. Nay là thiếu Dung đang căng. Bảo sửa báo giá con này hộ cái. Mẹ chụp biển số đi ba, chụp biển số đi ba, không đọc biển số sao ai biết. Anh cứ đi đi. Không sao anh cứ đi thôi. Vâng bác. Đại ca ông chùm xe máy. Ông chùm xe máy chuyên cậy công ấy. Nói chung tầm cỡ Cường Ngân khi đấy vẫn là đại lý của sau, vẫn là đại lý cấp 2. Đại ca gọi là Dũng Chuồng Hải Phòng thì nó là ai cũng biết rồi. Đấy, một chất đất Hải Phòng ấy. Sếp bây giờ giản dị lắm. Sao có biển nó không nằm đâu nhỉ? Không có giá 11.800.000 đâu. Không có giá mua 11.800.000 đâu. Đã bị nhầm. Không có giá đâu. Kiểm tra lại đi, không có giá đâu. Xe này mới nhớ mua. Bán giá bán bao nhiêu? Ai mua lại con này? 15. Mình mua 15 năm, mua lại 15 năm thì giá đấy là giá mình bán ra. Giá đấy không trừ cái gì. Giá đấy khách đổi xe. Bán ra 11.500.000 nhá. Nhớ con này mua là có 10.500.000 hay 10.000.000 thôi. Bao nhiêu? Mới bán ra 12.500.000 gì? Xe vừa nhập nhá, lủng củng đi. Một khách hàng mua rồi, một anh em mua rồi xong dùng lại thích cái con Cúp 50. Tại đổi 12.500.000 bán ra gì?
Thôi bán ra thế sái bạc là mua bán 12.200.000. Đấy. Đây hai nhá, chạy 240 cây. Đấy. Ok, giáo sư giải quyết được con này là bao nhiêu? Không được biết. Ok, giáo sư chào anh em cái nào. Chào tất cả các anh em nhá. Máy gì thế? Máy gì? Ok, đồng. Đây là giáo sư Vũ Kiêu nhá. Bên trang bên kia thì anh em nhiều người biết. Đây là anh em có thể trang mà xe máy Hoàng Kiên màu đỏ buổi chiều này có thể nhiều anh em. Chúng ta máy này. Không biết. Máy gì hết? Hoàng Kiên mua bán rẻ uy tín, anh Dâm Trung Trần. Ok, cảm ơn anh Dâm Trung Trần nhá. Anh Khiêu để cho bao nhiêu con này đây? Để cho 12.5, máy zin. 25. Máy đồ bò đẹp không? Đồ bò đồ mê này, chế thấy mới tinh kìa. Chắc là chế tàu 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 rồi, thay rồi. Chế không biết nhưng mà máy zin. Đồ bò này ấy, đúng rồi. Máy zin đẹp luôn. Chế tàu rồi nha anh em nhá, mất chế rồi. Chế là chế Alpha thì mới. Mới gì, tàu luôn, nhảy. Máy zin bô này chú này. Ừ. Nhiều máy này. Và giờ cũng hiếm hết đấy. Con này nó 530 rồi, nó không còn như nguyên bản đâu. Đây lốc này lắp tem này nó trả ra làm sao. Ba gọi là ba lăng nhăng ba nghít. Máy zin bô zin. Ừ, ông bô anh còn này con Honda bô xịn luôn, máy zin. Đây Hà máy Xuân Trường. Hà Xuân Trường chào giáo sư, chào bạn kia luôn. Lấy lại đỏ thôi. Lấy mua là mua đỏ. Này lăng nhăng nó qua. Đuổi về 282 mẹ đọc mẹ ông kinh. Mua này là mua đỏ. Con này mới bán dễ bán lắm. Chạy siêu này. Đéo ơi, mất thời gian. À, lên hôm nay lên đây bán đi, lên đây là ông làm bản bill Đài Lan này anh em bán chất vào hoàng thì mình mua bán người lớn mua bán đàng hoàng loại này dễ bán lắm mà đi sướng lắm đúng mẹ mày đã rút súng là phải bắn mà bắn là phải nhạt cò bên máu chiên chơi nó phải máu lom đa lom đom không được hiểu lúc lom đom quá được là phải chốt ngay đây chốt ngay đây sang là chốt. Có hai máy đen, vỏ máy trắng. Nói chung là nó 530 rồi. Nó không giờ nó lai lung tung nó lấy. Và chẳng là một, chất lượng em. Máy mua vào thì vợ mẹ thì người châu Á mà cha là người Mỹ lai ra đen. Khó lắm. Là châu Phi này nó khó mà. Nhiều lúc nó lung tung bồ thì là người châu Âu. Máy ngon không em? Rất là khó chơi. Bồ này, đầu bò máy. Bao tiền không anh? 12.500. Lộ cộ, chính thức hai từ lộ cộ. Cho nên lộ cộ. Hai từ lộ cộ. Chả cái gì lộ cộ rồi. Ghép. Đấy. Chả cái gì lộ cộ. Hàng lộ cộ nhá, nhà hàng này, hàng giáo sư là này, lộ cộ lắm. Đầu bò đẹp không? Không có ngon lắm đâu. Đầu bò máy đi. Ôi, chịu chết. Xe này, em chịu. Nói chung là anh, nếu mà tầm cỡ giáo sư dọn sao nó đúng đời đúng biển. Đúng đời đúng biển. Đúng đời đúng biển, anh phải thay mẹ cái lốc con này màu trắng. Thay làm gì nó có lốc đen nó quý, người ta đã quý. Quý tự nhiên nó lại tem này. Cái tem này không thích giá. Sản xuất nó thiết kế ra rồi. Em anh không thích giá tem khác đâu. Trông em không biết là nó là tên là gì, nó không biết là mẹ nó là hồ nước nào. Cái lốc đen này nó quý, bây giờ người ta quý cái lốc đen này, còn cái tem không thích giá cái tem khác cái gì đâu. Hôm vừa rồi có ông anh có mua cái Ôi Thái pha pha to này, pha hai pha. Ông lắp mẹ cái pha bé vào. Rồi. Sau ông vẫn giữ nguyên cái tem của cái R2 pha. Thế nên rồi. Nó chả liên quan đến đâu. Nhà sản xuất người ta là hàng đẳng cấp. Ông phải tôn trọng cái nhà sản xuất. Đấy. Thôi chương trình nó like căng này nhiều quá thì em gửi anh 10 triệu. Đấy, thế thôi, được để chơi mà. Đắt quá thì nghỉ ngơi đồng tiền, không chơi. Thế thôi, chương trình như thế. Thôi 12 đi. Thôi, em chịu. Cho nó nhanh gọn đi. Anh thêm Nguyễn đang giả 7 triệu này. Giả 6 triệu được, ai giả 5 triệu không quan trọng. Đỗ Lâm anh em nói ngụy trang thôi, đúng rồi. Vâng. Thêm Nguyễn giả 7 triệu. Đấy. Đấy. Thôi, nói chung là không bán thôi. Hết rồi, đã hết 1 phút 30 giây. Còn lên 12 triệu đi. Em nó đến từ Hà Tây. Đừng mất cái biển Hà Tây thì mới khó chơi. Hà Tây mới quý em mà cái Hà Tây nó... Tây nó tỉnh nào đấy hả à, mấy em? Nó cái tỉnh nào em quên rồi, lâu rồi. Cái này nó còn nguyên biển. Lâu rồi, nó quá khứ rồi, sửa lại là quên. Cái này nó còn nguyên biển nó mới quý. Ba ba nó không biết nó ở đâu ấy. Nó nguyên biển nó mới quý. Ba ba nó biển ở đâu ấy. Đây. Bây giờ nó lâu lắm mà không nhìn thấy biển Ba Ba. Biển nó ở đâu đây? Biển ở đâu, chắc biển Hà Bắc đấy. Thanh Oai em. Thanh Oai. À, Thanh Oai đi gần đây rồi. Thanh Oai đâu. Rồi đây. Rồi. Thôi. Nào ngoài. Thôi. Thôi lấy 11.5 đi. Hoàng Kiên và giáo sư tất cả các loại xe. Nó còn lợi. Ừ. Lại chạy lành lắm, chạy ngon lắm. Thôi nói vui không ăn. Chạy ngon lắm, không bao giờ ăn được. Còn lấy 1.5 đi. Nó không mua được, 500 ba mẹ không mua được, mua nhanh 10 triệu. Thôi anh em chốt thì em ra giải quyết xe Hưng này. Ok.
Ok, chốt cho anh giáo sư Vũ Kiêu 10 triệu nhá. Đấy, chương trình 10 triệu. Đấy, máy vẫn ổn đấy rồi. Quá chất thì... Nó vẫn ổn đấy. Đấy, máy vẫn phục lại chất bô này. Con này mất chế nhá. Con này vỏ thì vỏ trước thì vỏ... Vỏ xịn hết rồi. Zin. Vỏ xịn hết. Vỏ sau thì vỏ vỏ nhựa thì zin. Lốc máy thì màu đen. Vỏ xịn hết. Đâu vỏ này. Nó 5-4-3 nộ thì thôi chấp nhận cái đấy. Nhưng con này được cái máy nó nguyên. Máy chất. Máy chất đầu vỏ nó đẹp. Mình buôn xe này một cái giọng ưu tiên vậy. Cơ thể phải cường tráng, phải khỏe. Gì đâu hoàng. Đấy, lấy vợ lấy chồng thế thôi. Đầu tiên chồng nó phải khỏe đấy. Khỏe thì nó mới làm được nhiều việc. Chiến đấu nó mới lâu. À này. Yếu. Ok ok. Ok rồi. Ok, Kiều chào anh em trên này. À, chào tất cả anh em nhá. À, giáo sư Vũ Kiều đây. Đây biết là quan hệ nhau, có người biết có người không. Con này mua của giáo sư Vũ Kiều là 10 triệu rồi. Đấy, cộng cho anh em trên này 1,5 triệu. Đấy, chương trình đấy. Đấy, máy zin nhá. Máy zin. Máy chất. Nói chung là để đi làm đi ăn. Ui giời, pha đẹp sáng thế nhỉ. Mẹ gọi này, mẹ soi, mẹ đi đường. Có ông nào rơi ra đồng nào mẹ cũng nhặt luôn. Mẹ, tối rồi chuẩn bị tháng 3 cá rô lách rồi mẹ. Cá quả, mẹ cá sộp nó lách. Bây giờ anh em đi đường soi mẹ, trên đường ấy. Đèn sáng thế này. Ui giời ơi, mẹ pha hay. Nói chung trên đường có gì đường nào rơi ra cũng nhặt. Đâu đâu Hưng ơi, giải quyết luôn con này đi. Anh còn một số xe đấy nữa. Ừ. Ừ. 1 phút 3 giây. 10 triệu mua luôn. Đúng nhanh. Ok đây. Ông em Hưng vẫn còn 282 tồn kho giờ để anh Kiên cho hầm cho đến tầm. Còn con đấy con là người ta gọi là hàng chơi, còn anh Kiên không thích thì em lại để cho đẹp chứ. Gọi là hàng sưu tầm thì không phải vội. Ok anh Ngọc Minh Phan, con này siêu ngoại ngụy trang tầm giáo sư rồi đúng rồi. Con này thì mộc cả xe. Anh Hiếu Nguyên 8 đồng hết giá. Nói chung là mỗi người nó một miếng, riêng cái dòng quây ốm này nó lại có cái, nó vẫn có cái chỗ đứng của nó. Thế mình tải. Con này là một... em nó là ôi ốm nhá, còn ngoài Bắc mình là nó là ôi pha. Đây đâu? Ôi cờ. Ôi cờ. Nhưng mà từ bắt đầu Quảng Bình Quảng Trị hất vào nó tên nó là ôi ốm. Ốm nó là bé. Đấy, nên ông này ốm quá nhìn nó còm quá. Đấy. Mộc cả xe. Vùng miền ấy. Đấy, chưa bao giờ xuân lạ nào. Ôi ốm nhá. Ôi ốm ôi nhỏ. Ok Hưng, con này bán bao nhiêu? 15 triệu anh ạ. 15 triệu mộc cả xe. Được nhỉ, máy zin đấy. Được đấy, con này máy hơn con xe. Con này là mộc cả xe anh ạ. Ừ. Nhưng mộc mạc ấy nhỉ. Chất phát nhỉ. Biển Hà Nội 4 số chính chủ. Nhưng mà dòng này giờ nó cũng rẻ, không đắt đâu. Anh đừng ga, con này không ga. Không ga chắc để lâu, em để lâu quá rồi. 10 triệu. Cảm ơn 138 anh em đang xem nhá. Anh em chia sẻ bài cái đấy, anh em tiếc làm gì, mẹ một phát bèm phát cho nó, mẹ cho nó tắm phát cho nó ngấm hẳn đi. Con này sơn zin. Anh em cứ làm cái gì. Em để lâu nó bụi. Chính lâu. Chuyên thì cũng ra ma mà lửng lơ thì cũng đi ra cánh đồng. Anh em chia sẻ cho cái cho nó máu đi. Giải quyết cho nó, anh em ít người quá nhỉ, lúc nó nhạt. Like buổi sáng này toàn 700-800 nghìn. Anh em cái bếp này anh em lực lượng nó chưa được mạnh lắm, nhưng thôi cố gắng. Mình cố gắng mình để đây lên để cái bếp này cho nó tiết mù đây. Đấy. Sơn zin tem zin. Vẫn còn tem càng vẫn còn đấy. Ông này không sạch sỏi. Mẹ ông ăn cũng nhặt nhạnh ấy đấy. Nhưng mà thôi giá cả chương trình nó chỉ 11 thôi. Rồi 11 thì 11 em thôi. Lại quay vô đi về. Đi về nhỉ. Con này nó là mộc anh ạ. Hàng mộc. Thôi anh bảo nhá. Tem cờ dựng ngược. Anh bảo mọc hết. Nói chung là nó vừa vừa phải. Mọc hết anh ạ. À. Mọc hết. Không, nhưng mà nói chung là hàng nó chỉ nhìn đi thôi, nhớ lại. Đúng chẳng là hàng, có một giọt sơn nào. Hàng mộc nhưng mà nó lại không sang. Đấy trông nó bình thường đồ là quay... Anh muốn mộc vì không mộc thì được. Mộc là mấy chục triệu nếu mà rồi, đẹp lắm. 12 triệu. Anh em không, mình nói nha. Em không. Hết giá. Một câu. 12 triệu em không bán. Đã hết thời gian rồi, đã hết mất 1 phút rồi. Đã hết 1 phút 30 giây rồi nhưng mà anh em chưa vào việc. Em nói anh mộc mà phải đạp nhá, phải lắp cái chế đó. Không phải, con này tất cả zin hết, chế hết, zin hết. Zin hết anh. Để con này mộc hết, mà tem càng hết còn. Nhá, hoặc anh em nào ấy thích cái đời đỏ co này thì chơi. Anh em, biển Hà Nội 4 số này, chính chủ. Căn cước công dân. Tuấn, con du V hay con du mới nào không anh? Du V thì không biết có còn ở đây, có còn được 3 tháng nữa bến bán con du V, mình nó đang chờ đây cũng đi đâu hết rồi. Con du V đấy, đấy trông nó hơi lắc ngoắc đấy. Anh em liên hệ nhá, mình có luôn để mình mua nhá. Đấy.
Có liên hệ với Toàn nhá. Đấy đang có con du về đang lắc ngắc tí ra đấy. Con du về đấy. Hết nợ con về, Hưng lại cắt lỗ. Hết nợ con về, Hưng lại cắt lỗ. Hà Tuấn lên liên hệ nhá. Ơ, em ơi con thấy bao tiền đấy? Anh xem nào, đây du về đây. Ở đây du về, du về. Chờ giáo sư. Ông có gì chờ đi đấy. Quá du về luôn nhá, anh em đấy sang thăng ông kẻ chợ, cái gì cũng có. Gì xe gì cũng có. Đấy, em một chờ anh 5 phút nhá. Đây giải quyết này. Con này. Ừ. Nhựa yên zin hết đấy. Ok, thế chốt cho anh đi cho xong rồi thời gian nó đã. Không em nhưng mà giá đấy nó thấp quá, em lỗ nhiều. Con này con nó lỗ thật. Thôi 12 rưỡi nhá. Anh Kiên mua rất là khoáng tay em. Thôi em để anh 13 rưỡi thật sự không, con không này. Không mua được. Không mua được. 13 rưỡi là em lỗ rồi đấy. Không, con nào lỗ mà vẫn bán được. Không thật sự con này lỗ rồi. 13 rưỡi là lỗ rồi. Anh mà mọc hết. Zin hết cờ dựng ngược. Thôi để anh 13 rưỡi nói thật anh ấy. 13 rưỡi là. Tầm này chợ chiều rồi, nó muộn rồi. Anh giải quyết nhanh 13 triệu. Chốt được 13 triệu. Toàn lỗ ra anh Kiên ép toàn lỗ. Ép cái gì đâu, ép anh ép đâu, anh bình thường mà. Ok nhá. Ok. Được cái máy ngon. Con này chính chủ luôn anh, căn cước công dân anh nhá. Ừ, máy ngon. Biển Hà Nội 4 số đàng hoàng. Máy ngon. Máy chất. Con này máy căng. Nói chung là mình mua xe mình cần mỗi cái máy. Tôi đã ăn được cái máy là yên tâm, là các vị bám chất cái máy là yên chí, là mẹ, con người đấy mẹ cứ thấy thằng nào mẹ, cứ mẹ bắt thằng nào khỏe về chở thế thôi, thằng nào ốm yếu thôi bỏ qua. Này sơn zin máy zin hết anh nhá. Tem zin tất cả zin hết thôi, tiền hát nhá. Ok Hưng chào anh em, vào bên giấy ra nhé. Chào anh em nhá. Rồi anh xin mic. Ok có ai có nhu cầu lấy xe này thì mua của Hưng là 13 triệu nhá, cộng cho anh em 2 triệu rất đơn giản. 2 triệu là xong. Đấy, máy nổ đây, Đức V bom đấy rồi. Đâu, ông em mẹ con lẻ đi đình này khó chơi lắm nhỉ. Ông em mẹ nhanh nhẹn nó này, chết dở ông em. Sợ con này, sợ hoài lắm anh thấy. Mẹ xe cổ này, chị FB Ba là, chị Ba lọc kiểu gì, đăng đó là lọc để cá củng cá lạc vào này. Có mấy triệu mà, FB. Mấy triệu. Dạ. Ông em nó lắc lắc này, mẹ lên, chết dở lên mẹ. Đi lông con dáng, đi lông cả xe. Thôi tóm lại đã chót rồi. Mời anh chỉ có 1 phút 30 giây nhá. Vâng. Không có thời gian nhiều đâu. Thời gian nó là vàng. Không có thời gian một tí nào. Ông em bán bao nhiêu con này? Đây. Để cho anh Kiên 6 triệu 2. Ôi rồi. Chắc là chưa đổi nửa phút đã phải cho ra ngoại vòng chiến đấu. Mẹ chồng lát. Nên đông con dáng. Thế này chồng. Chán lắm mẹ, hoàn cảnh mẹ nứt vỡ này. Chồng chán. Mắt mũi chỉ hiếng lè hiếng lát đây. Mặt chán lắm mẹ, đục thể tinh thể. Bọn này phải đánh cho bóng này pha đấy, chồng lát hết rồi. Ôi giải quyết anh em mày, em có để cho anh con này 4 triệu. Thôi nhanh thôi, dành cho bán cho anh em nứt vỡ nhá. Không được, cái máy ngon hết nhỉ, máy nổ ngon hết đấy. Nên đâu vẫn dán 4 triệu được em không? Em phải mượn cái kích bình, kích bình ấy. Ôi dạ, kích bình. Ôi giời, ôi mẹ khổ quá. Đây bình nó kích được ô tô tắt bộ này. Ôi hai bình. Con này nói chung là hoàn cảnh. Để lông đi, để lông đi. Lúc nào đi tư thế ở đây là kiểu gì phải có cái gọi là cái ống thở oxy. Lúc nào phải có thở oxy, có bình oxy bên theo ấy. Nếu mà rút phát oxy là coi là cụ xong. Đấy lúc nào có bình oxy cho khí đấy. Đấy. Cụ này ốm lắm rồi. Thôi nó thở oxy rồi mà, bây giờ thì rút ra phát là xong. Cụ lại cho ra đồng. Máy chất 4 triệu hình như. Nhanh chưa? Bây giờ thấy 4 rưỡi. Không được anh. Không còn thời gian nữa rồi, hết. Em cũng nhanh, em chốt lại một câu là 5 triệu rưỡi em được mấy trăm. Không, thế thôi. Thôi. Để cho anh 4 rưỡi. Điện 20 em ơi, nó lát hết rồi. Nó lát hết rồi, nó sọt sạt đây này con này. Ni lông vẫn dán hết. Ni lông được cái ni lông dán. Nó sức ngoài ni lông nhỉ. Ôi mẹ, cảnh mua bán này chết rồi. Mẹ xe nó thở oxy này mua này chết rồi. Chết giả không này, mua bán à, người ở bệnh viện trả về rút oxy phát là xong. Bên phải mất thêm cái bình nhá, thế thôi. Bình này riêng bình nhá thì là mất 250 đấy. 250 đấy. Không giờ bỏ ra là đè bình thường. Bỏ gì, nó đã mẹ, kiểu nó mồi kiểu đấy. Bây giờ 4 triệu rưỡi. Không ạ, bành vẫn sáng. Thôi 47. Không, em lấy 48 rồi. Không, không. Em lấy 48 thì thôi bán anh 48. Không, không được. Đắk Nông. Không. Ý em Sài Gòn. 50 Sài Gòn chưa có. Ok, chốt cho em 50. Ok, nhá. Nhanh, chưa đến 1 phút. Nhanh, 1 phút 30 giây. Ok. Chốt 5 triệu, đấy dành cho anh em đi làm, đi ăn, đi chơi. Em chào các anh như này đi. Chào tất cả các anh. Vào bên giấy đi. Ok.
Mua 5 triệu nhá, cộng cho anh em 1.2 triệu. Cái máy ngon, xe nó hơi sạt sạt với hơi đục thủy tinh thể tí. Chung là xe này anh em phải mổ mắt. Con xe này nếu mà đánh pha nhá, phải đánh mất 50.000. Bên mình có đội vợ bộ phận đánh, đánh yếm nó đánh. Đây máy nổ, đây máy vẫn nổ đấy, êm lắm. Bản FI nhá, nó là FI. Xe được cái sơn zin, máy zin. Sơn này sơn zin được cái dán ni lông vé bóc ra là được nhá, là mới. Chung là xe dọn dẹp. 5 triệu cộng 1.2 triệu. Đấy, con này ship về phải dọn qua mất mấy trăm, phải đầu tư mất mấy trăm đây. Thay một cái vỏ yên. Vỏ yên. Dọn lại mới khoảng 3-4-5 trăm. Thành long lanh luôn. Ok, 10 đâu rồi, giải quyết anh em làm cái anh em mới cắm cắm này. Em rồi đừng đeo cái dây này làm gì, mẹ điện đấy, nó giật cho. Nó cứ giật giật, nó tê tê nó đây. Nó giật tê đấy. Vâng. Máy nguyên nhá, máy nguyên chưa chạm đâu. Attila máy gì đấy. Em nó biển 20. Ơi 10 bán cho anh con này bao nhiêu? Anh giải quyết. Em ra bao nhiêu đây cho anh ơi? Để cho anh phát lộc. Ừ. Bao nhiêu? À quên, lộc phát. Lộc phát 68. Là 68 à? 68. 68 sợ căng ấy, mua đâu. Mình lắm, nói chung là anh em sợ thuyền này khó chơi. Em đi Nam Phi. Em rất nhiều nhá, chờ tí nữa. Lê Gia Hiếu 55 để anh Lê Gia Hiếu. Trung Trần ơi, con Alpha máy zin nhá. Hai con xe vừa mua đều máy zin hết, máy nguyên bản hết Trung Trần ạ. Thôi cứ cộng thế thì anh Lê Gia Hiếu ơi, giọng tính là cái gì chứ mà. Cái con của Nguyễn Thái mà trong năm chỉ có 3 củ. Nói chung là 3 củ cũng có loại 3 củ, 3 củ thì này nó lại máy kém. Nói chung là đây con này máy được. Ông quay cho con đây, trong lúc ấy ông quay cho con. Đây máy móc. Em nó bán 68. Ôi anh Kiên con này nó gì gì U3, con này anh Kiên cứ giải quyết để cho anh 4.5. Nhá anh. Nhá. Được cái máy gì? 4.5 triệu. Bán không? Không anh ạ. Nhảy nhau đi, nhảy nhau đi. Không. Ông chủ xe đằng sau nhá, ông này ông là đưa đò đấy. Đây là ký của em. Đưa đò ông kia. Ông nọ đứa đó kia em quyết đấy, em đại diện ngoài trai xe của em rồi, em quyết rồi. Thì em đi cùng thì anh hiểu ý rồi, không sao, của anh ấy được, cứ bán cho anh thì được giá đấy là ok. Để cho anh 4.5 triệu 1945. Không anh ơi. À 5 triệu. 6.5 triệu đi anh ơi. Máy gì nhỉ? Máy gì mà máy chất hình thức vỏ xấu anh nhá. Em Thái Nguyên nó thích lắm. Hàng này nó đục thể tinh thể này này, phải đánh pha mất 100.000. Đúng vậy. Em ơi em tiến xe này, giờ này các chủ tịch đang đi đường này. Ông quay vòng này đấy, các chủ tịch anh em đấy, bà con này đang bây giờ tan tầm rồi. Hoàng Kiên nó phải hơi khép nép tí. Em ơi em dồn xe đây đi. Mình không thể lạm dụng vỉa hè cũng không hay lắm. Mình công dân tốt mà lạm dụng vỉa hè. Có gì xin lỗi bà con anh em thông cảm, như lúc đi đường này vẫn có nhiều anh em trên này đấy. Đấy. Mình nhà mình đất rộng lo gì, nó thiếu gì đất đầy. Đầy chỗ để xe, thiếu gì nó mới lo. Thôi hết thuốc rồi. 5 triệu. 52. Mua lại nhà. 53. 55 đi. Mua mẹ 55. Anh mua nhanh, anh em mình tắc phòng nhanh. Được chưa? Em nói thật anh Kiên này, ừ. Em luộc của Dương Ngão 58 rồi. Luộc của Dương Ngão. Luộc 58. Loại này em bán ở Thái Nguyên, bán Thái Nguyên loại này mới sướng này. Ôi Thái Nguyên ấy. Thế. Thực Nguyên Văn Win đỏ bị 98 cộng bao nhiêu? Win đỏ về 98 em ấy rồi mà. Còn đây có người cọc rồi mà anh Thực Nguyễn Văn ơi. Alpha vừa cộng 2 triệu nhá, một con cộng 1.5 triệu, con cộng 2 triệu. Con ở giáo sư Vũ Kiêu cộng 1.5 triệu. Trung Trần. Lại đến hẹn lại lên. Trần Đức ok, chào Trần Đức nhá. Còn 5.5 triệu, anh mua thế là tới tay. Đó mà bán anh 5.5 triệu. Anh nhìn con VV này anh thấy yêu yêu. Không bao giờ anh bán toàn 4.5 triệu. Thích thì là máy gì này đây, đôi khuyên mới cứng này. Ừ. Sao nó lắp vào đâu ra. Ừ. Cứng. Nhá, bán lại anh. Không bán anh ạ. Thôi bán anh 57. Anh nhiệt tình anh mua chú. Em mua còn hơn anh mà. Không nói sai. Bây giờ bao nhiêu em bán à? 55 đấy. Không bán đâu. Ý ông em nó phải bán 6 triệu cẳng. Con này máy chất nhỉ? Mà. Được mỗi cái máy ngon nhưng không được cái tích sự yêu. Mỗi máy ngon thì mẹ chết. Mấy em thợ này nó yêu yêu cái máy. Yêu cái máy thôi. Thôi rồi anh mua cho em 6 triệu.
Ok, chốt được 16 triệu thôi nhé. Thông thật, nay làm vừa nãy vừa làm 3 mồi rồi. Nay làm 2 mồi nữa. Thì ngày làm mẹ hơn công thợ xây rồi. Ôi trời ơi, mẹ kiếm. Mẹ ông ăn gì nữa? Ôi như này để anh kia 62 này nhé, tay một cái. Thôi thôi thôi. Vâng. Ê, Khổng Minh tiên sinh cho nhau cái nghề nhé. Không phải cho nhau vài triệu. Hơi hơi nổi tiền. Cho nhau cái nghề. Di chuyển đâu ấy. Khổng Minh tiên sinh hôm qua làm video anh em mắng cho như tắt nước. Họ thuê ông này bao tiền. Ôi ôi, 661, 1961 Bình Dương, Đồng Nai. Đồng Nai, Đồng Nai. 62 cưng ấy. 62 đấy, 62 đấy, bán cho em chợ 61. 62 đấy. Em ơi, cảnh nó nứt vỡ, anh em nó đã mất mát quá nhiều rồi, anh bán cho các anh trên này nó rẻ. Toàn cảnh nó khó khăn mới mua. Chứ okay. Anh thoải mái, mình tư chốt cho em ấy. 6 triệu mốt nhá, cộng cho nhau 1 triệu. Đấy, câu chuyện nó đơn giản lên thôi. Thế thôi, đời nó mất mát quá nhiều rồi, tính làm cái gì? Máy xin. Đây, máy vẫn nổ đấy, vẫn im này. Ông ơi, ông này, nghe cái mic. Máy xin không một tiếng động này. Nó vẫn nổ này, mic của mình này, đây, để sát này. Không có gì tiếng động nào đâu. Quay cái đầu bò này thì chống hết luôn, nếu mà là... anh em nhau ôi giời, đây ông quay cũng nhìn cái đồ bỏ này, này máy này êm này, này cúi dí thẳng đây cũng không biết gì này. Này, máy gì đấy 6 triệu mốt rồi. Đây con này mất một ốc này, phải vặn một ốc này, ốc phanh đĩa không nào để đi nó an toàn quá, nó tuyệt vẻ này, hình thức rất đôi bình thường, không có gì cả. Cộng với em 1 triệu, xe này đi làm đi ăn đi xây quá tuyệt vời luôn, anh em về dọn mất 200-300 tuyệt vời đấy. Ok, Đức về mà dọn đi. Còn này anh toàn mua xe đây chả thấy bán, đây một loạt đây mấy xe đang bán. Ok, khả năng anh Bằng phải từ từ đi nha. Đây giới thiệu một xe Winner này, ông quay con Winner đi con cái. Cũng phải giải quyết đi xe của mình nhưng mà chết rồi. Anh em cứ lao ra mua này. Tôi kia cũng phải bán đi. Cảm ơn 151 anh em đang xem nhá. À, Trung Trần nghe tiếng anh Kiên mà nói thì không bán thì cũng phải bán, đúng rồi. Nói chung là câu chuyện mình mua cái cảnh nó quen rồi. Đấy. Lên xe đẹp đi xếp toàn bàn bêu. Ok, nói chung là vẫn phải mua mấy con này, nhưng nói thật là dưới xe này anh em nó thật sự cũng là giờ này tháng 3 ngày 8 ấy, mình cũng phải một số xe ít tiền để cho anh em nó tiếp cận, chứ không phải là lúc nào cũng nhà giàu đâu. Nhiều lúc cái quan trọng nhất là nó là hàng quốc dân. Đấy, nhiều anh em nó điều kiện nó vừa vừa thôi, mình ăn kiểu vừa vừa. Winner nhá, một chiếc Winner. Đấy. Em ấy bật có đèn, có cần bật đèn không? Không cần. Ok, bật đèn. Ông đọc biển số cho con. Đây. 29S1 65808. Chưa có giá trong này. Ông ơi, vào một người vào báo giá đi nhá. Xe về, toán xe về, chưa có giá trên mail. Hàng nóng, bánh mì nóng giòn vừa về xong nhá. Này, ông này lắp khóa thông minh nhá. Lắp chìa này, chạy vạn 2. Máy được. Đấy, máy căng vết đấy. Máy đi được ngó nào. Con này Winner máy chạm rồi nhá. Winner máy chạm. Máy con này chạm mất rồi. Máy con này chạm mất rồi. Ông nào mua 17 triệu đấy. Chắc mua lại đúng không? Con này máy chạm thì toàn mua. Máy chạm ai mua chứ em mua gì. Ừ, con này máy chạm rồi. 17 triệu thôi, cộng 1,5 triệu nhá. Đấy anh em thôi, nói chung là có gì mình nói đây thì con này máy cũng còn êm. Máy chạm ấy nhá. 6,1 triệu. Máy chạm. Nhưng nói chung là chạm thì vẫn đi được. Nói chung là máy. Nói máy làm lại nó vẫn đi tốt, còn chán. Đầy con xe máy chạm vẫn được chấp nhận thôi. Vẫn ngon đúng không anh Bằng đây này, anh Bằng này một trong thợ sửa xe đấy. Ok, đấy, vẫn đi tốt đúng không? Máy vẫn êm đúng không anh? Đấy, vẫn gật, anh gật đấy. Đây, tiếp theo là một chiếc xe lít biển 17. Con này hình như cũng chưa có giá rồi nhá. Con này bố trí giá luôn, hộ. Chị Thoa mua 22 triệu đời 2016. Đây một con em đó, con này vừa mua nhá. Hoàng Thoa vừa mua 22 triệu. Đấy, em nó đến 13. Đấy. 267. Rồi, ông quay bằng cho con. Đây, em nó thở tốt 2016 đây này. Ông quay con. 2016. Ông quay nó hơi người á. Đây đấy. Đấy, được rồi. Đây này. Con này 9.000 cây chắc là đi nhiều hơn rồi. Đấy. 22 triệu anh em dành cho anh em mình
thổ mệnh hỏa. Đấy, anh em vợ con đi hợp lắm. Nói này, nói chung là theo như kinh nghiệm mình là mấy con xe nó phù hợp, nó giống này, nó đi mà nó hợp màu hợp mệnh ấy. Làm ăn nó thuận lợi, đi lại nó gặp nhiều may mắn. Đấy. Được cái là hoang kiên mình mẹ rất có mát tay, bán cho anh em xe cộ sướng lắm. Mình xe nhà mình hầu như khách hàng đi đâu an toàn đấy. Đấy, sướng ngay là có lộc. Mà đi đâu may, nó là theo mình, cơ bản nó là cái duyên. Đôi khi nó là cái duyên ấy, may. Nhà mình đi Phật giáo thờ điện ấy, đức thánh Trần Triều. Thế thì lộc lắm, nói chung là mình được cái có duyên mát tay. Ông quay vòng cho con lại một lần nữa. 22 triệu thôi. Cộng cho anh em 1 triệu 7 nhá. Xe này dọn đẹp đẹp đẽ rồi, xe này nó không phải mó máy gì. Đấy, máy êm nhá, thút thít này. Đấy, máy nổ này không tiếng động này. Đây, nghe này. Riêng mình thì mình cứ ưu tiên là máy chất, không có tai nạn ngập nước là xuống. Đầu tiên phải ưu tiên cái máy. Đấy, sai chứ không tai nạn ngập nước giấy tờ nghiêm chỉnh là mua. Đấy. 23 triệu 700 xe này nhá. Đấy, 23 triệu 700. Đây, ông Bảo Yên, Võ Yên vẫn zin theo xe này. Vẫn còn gai này, sò này, ủi nó gai. Như kiểu giấy giáp ấy, mẹ nó gai thế này này. Ngựa lâu lúc nữa là mòn hết ra tay. Ui xời, đẹp quá. Quá ngon lành. Ok. Ok, đây anh Bằng, ông lấy mic cho anh Bằng cái nào. Đây. Anh đây anh Bằng, một ông thợ sửa chữa xe. Ông anh sửa chữa xe Trần Quý Kiên, anh chào các anh em đấy. Anh em ở Trần Quý Kiên đấy. Chào anh em. Anh có thể cứu hộ thứ, gọi điện alo vẫn cứu hộ được. Ok. Đúng rồi. Công việc sửa chữa xe máy đấy. Chủ doanh nghiệp sửa chữa xe máy. Công Bằng, đúng không? Đây. Công Bằng, tên là Công Bằng. Ơi, chào em nhá. Anh anh Bằng, số điện thoại anh bao nhiêu để anh em cứu hộ khu vực quận Cầu Giấy? 0907407559. 0907407559 nhá. Anh em hỏng xe gọi anh Bằng một phát cấp cứu cứu hộ đến tận nơi luôn. Sửa xe khách hàng em kiên để bán làm hợp lý rồi nhá. Giá cả thật là êm, lúc nào yêu, lúc nhá. Nào chờ ưu tiên lúc nào ưu tiên đấy. Và Hoàng Kiên đúng không, và bạn Tiến Dung Viễn cũng giới thiệu rồi. Ok, đấy, anh em lưu lại số ơi Bằng nha. Anh em khu vực quận Cầu Giấy là anh cũng đến cứu hộ đấy. Một anh sửa chữa xe máy, có xe nào ngon thì săn luôn em Kiên nhá. Rồi, được, có con nào thì đấy. Đưa. Ông anh trước đây dẫn cho bao nhiêu đoàn khách Hàn Quốc, Nhật Bản đến em nhá. Đấy. Đến mua bán. Con này đời nào đấy anh em bảo. Ôi con này sao em nhìn nó 23. Cổ nó ngẫnh như này, em sợ nó đâm vai không. Con này cổ nó hếch như này. Ức ổ cái thứ này nó ngẫnh này. Nhìn con này như nó bị đâm hay sao, thúc kiểu gì. Đâm va gì đâu. Em sợ đâm va sợ. Cứ chạy thử đi xem làm gì có. Chạy thử đi vòng đi. Là nguyên tắc này xong sự trong giữa này. Lượn đi vòng đi. Em phải dắt xe ra sự trong giữa kiểm tra nào. Con này mẹ sợ là đâm bố vào ai, quá tội. Rồi ông cứ về ra anh em nhá. Nguyên tắc em cứ dựng cho trong giữa này. Những con xe là tai nạn ấy, lùa bánh. Lùa bàn tay này. Xuống dưới bánh dưới. Nếu mà lọt là ok, không bị đâm. Đây. Con này cũng bị rắc là hơi xô xô nhẹ nhẹ gì ấy. Đây, phải lọt vừa khít này nhá. Hơi, con này là hơi cao quá. Đấy, nguyên tắc tất cả dòng xe anh em cứ đặt bàn tay lọt đúng bàn tay vừa khít đây là không sườn không sao. Con này nó hơi quá đây, hay gáy nó phẳng này, con này gáy nó hơi lùi. Trời, thôi chạy bỏ cả hai tay ra đi. Không không, em biết rồi, nhưng con này bị chắc bị đâm vào tường thôi, chứ không phải đâm trực diện. Đây là anh em này, toàn bộ cái mép này phẳng này. Cái gáy này, cái mép này, hai cái này phẳng tắp không được thò thụt. Đấy, về nguyên tắc bắt buộc cái khung. Đấy, mình mua xe một số nguyên tắc ở trong, mình mua nhanh như thế nó chỉ có một số nguyên tắc mà tất cả những anh em thợ rồi, những anh em cầm đồ cứ phải nên hỏi, nên để ý tí. Ở trên live mình nhiều anh em thợ mà. Cái gáy này nó phải phẳng. Con này khả năng hút phát vào tường nhưng không phải đâm chéo. Đâm cái bánh này vào tường ấy, đâm bánh này thì đương nhiên nó dồn vào phát này, đâm. Nó thúc vào tường chỉ cần trượt ga phát nó đâm mẹ vào tường luôn, thế nó dở. Đấy, xem nào. Ốc càng của nó tháo chưa mà sao nó không thấy tháo mà sao nó vẫn ấy nhỉ. Không thấy ốc càng tháo. Sao nó vẫn hơi lùi nhỉ. Lạ nhỉ. Xe cộ này nó hở cao đầu này. Lẳng nhỉ, mấy con này lẳng. Bao tiền đây? Hả? Bao tiền anh Bằng? 22 triệu. À, 22. Con này thấy nó đây. Hở, gáy hở quá. Không khoái lắm. Ừ. Anh về anh bán giúp em nhé. Anh về anh bán giúp em.
con 82 nào gần trong không biết tới kia đây ơi. Anh Nguyễn Hoàng ơi, con anh Nguyễn Hoàng ơi, có con xe bán 113 triệu. Dưới trầm này con. 82 tầm 60 chục có mấy con. Ôi, con này anh Diễn. Em thấy cái gáy này là em không cảm thấy không khoái. Tại vì riêng khách của em nhá, hầu như anh em xem lắm mấy cái đồ này xem kỹ. Đấy, chỉnh được chứ có gì. À, không, con này thể còn chưa tháo, còn chưa tháo không cổ thể cốt cả. Không thể chỉnh. Nó bị vênh cả cái đầu. Không thể chỉnh. Anh để ý, anh để ý anh chỉnh hay bởi vì con này nó có phải sôi rồi. Dũng Phạm, anh Kiên nói chuyện vui thế nhỉ, ok. Ok, cảm ơn ông anh. Đấy. Ok, hôm nào ông anh có con nào thì giải quyết. Rồi rồi, ok. Nó để nó phẳng phẳng một tí. Về nhà thợ thuyền. Không, anh không để ý, để ý anh chỉnh cho gái được cái gì đâu. À không thì cái đấy thì không, con này thì nó không, không bị tai nạn gì. Không, con này nó bị xô vào tường chẳng hạn. Nó đập vào tường này. Nó tháo rồi đấy nhỉ. Nó đập phát vào tường này. Chưa tháo ra đâu. Ok, rồi còn khác. Em xin nếm đi. Ok, anh nha, chào các anh em trên này nhé. Ok, bán người này, bán người khác, con sẽ là sao? Ok, anh muốn xem live, anh em muốn xem live không? Đừng quay, em đi bán, đừng quay anh. Quay à? Em ông. Em mua thì cho quay ở ngoài. Em mua, ừ. Em mua của nhà anh đây, em cho quay ở ngoài. Ừ, nhưng con xe này sao? Đó, đang bảo bán lại, nhưng mà em đã bảo tầm 84, 85 triệu. Bán lại à? Ừ. Em mua của anh 1.2 đấy. À, lâu rồi đúng không? 8 tháng thôi, không lâu. 150 ABS. ABS. Rồi ok. Ok đây để ra 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 đây để xem. Ok rồi đây rồi. Nguyễn Viết Dương. Chào anh em trên live nhá. Anh Nguyễn Viết Dương đang chào anh em trên đường live đấy. À, anh Phùng Viết Dương, ok. Quay làm gì không, nhưng mà đến gần gần đây không quay xe đâu, em cầm mic nhá. Để hai con cân luôn hai bên. Anh em nói chuyện. Anh cứ ngồi đấy nói chuyện. Không nói chuyện, không quay. Không, cứ không quay vào anh thì nói chuyện thôi. Đừng có em. 7.000 cân. iPhone 20. Xe không tự sao nhỉ? Ừ rồi. Ok ok. 29E. Con này nhá, nãy giờ sáng nay cũng có anh em báo rồi mà mình báo là tầm 84-85 triệu. Không, sáng nay cũng có thông báo rồi, chương trình có đến tay mình rồi con này. Đúng không? Anh em có trao đổi trên bên bộ phận marketing đúng không? Từ anh em 85 triệu rồi. Báo đi. Con này thật ra xe cộ giờ nó. Em mua của anh thì anh nói anh bảo quay lại, nếu mà bán thì quay lại đây anh cũng giải giá cao, rồi anh giả gì em phải giả đây chứ em bán sao. Con này còn là sau anh. À không. Em có muốn đi hàng khác đâu. Đi thì mẹ nó đây nó là mẹ Bạch Mai Việt Đức đi làm sao được, mẹ đi rồi chỉ có mẹ đi chỉ có con bệnh nặng thêm, mẹ người ta chữa, người ta bệnh nó phải chữa, nó phải đúng bác sĩ đấy. Nhà cả dừng SH này chả mua được, anh em mới lo gì mà anh em này, đặc biệt là anh em mình thôi, là khách quen. Ông quay dưới đi, quay xuống dưới. Ừ. Ông quay xem. Ok bây giờ anh em nhá, bây giờ để mình xem. Thôi bây giờ này nhá, cho nó thoải mái, xe cộ thì ok rồi, gửi anh em 85 triệu. 86 triệu được chưa? Xe này mua em mua nhá. Nếu mà hôm nào em mà qua em không có em đâu, em chuộc lại anh. Anh cắm mẹ đi giải quyết, cầm mẹ giải quyết ngay. Tôi cho ông mượn, tôi cho mượn nóng 2 ngày tôi không lấy lãi được chưa? Tôi đưa cho anh em. Tôi đưa cho anh em 86 triệu. Đúng không? Anh giải em ra đấy. Cho vay thôi anh em, cho vay thôi. Thôi giờ ý kiến nhà trai, nhà gái, nhà trai rồi. Ý kiến nhà trai rồi, ý kiến nhà gái sao? Được rồi anh ạ. Thế bao nhiêu thì nhà gái ra đi? Em giá 88 là thấp rồi, là em gặt trắng luôn, không phải ní luôn. Là bao nhiêu? Là 88 đấy anh. 88. Em lấy của anh thua mấy tháng. Bán 90 không bán được không? Thôi giá cả thì thời buổi bị thị trường kệ nó thôi, anh em mình dân chơi. Cái nó là đào quất của ngày rằm, ngày rằm tháng giêng. Không. Ôi chị không tham gia làm gì, bởi vì để nguyên em đang làm việc. Anh em có ok không? Mr. Kiên cho con 82 nhé. Anh Nguyễn Hoàng ơi, lại chiếc con 82. Thôi nhanh đi, hết thời gian này chỉ được 1 phút 30 giây trên live, không có lại anh em phải chuyển con khác. Đây đang có xe khác đang chờ. Có chuyển đi, anh cứ chuyển đi. Chuyển đến live chip đi, để xe. 86. Đừng live chip xe của em.
ông xã nghèo với hàng khó tính nhỉ. Vợ đây khó tính, ông xã khó tính. Em còn đấy con Enhat quán nhà anh đúng không? Ừ. Vợ em đang đi này. À, vợ lần này à? Còn lần sau nữa. Mua hai con Enhat quán cho anh đấy. À. Ừ. Thôi anh em tình thương mến thương về con này nhá. Em mua của anh đấy. Uy tín nhá, con này bán ra 88 triệu, tôi mua anh em 86 triệu được 2 triệu. Anh em biết bỏ đầu tư 100 triệu. Mẹ để 3 tháng không bán anh em biết tôi cho mẹ đóng mẹ lãi vào tiền. Lần lọc anh 500 anh lấy không? Lần sau quay lại. Lần sau. Lấy hai con Enhat của anh rồi. Lại 500.000 chiếc, con này bán 88 triệu bán ra người đẹp ơi. Đây này, chốt luôn như vậy là ơi. Ừ, người đẹp ơi. Bên em là lọc cho anh đấy thì thôi. Căng đấy. Căng đấy. Căng đấy. Ông xe ngon quá này thì ừ. Nói chung là mình thì cũng nói thật, cửa ra thì được 88 triệu thôi, không bán được cao đâu, bởi vì đó anh có 20 cửa ra thế thôi. Hết thuốc rồi. Bán được 86 triệu ngon quá, anh em được 2 triệu về bán 88 thì chắc gì đã bán được. Không, ai cứ nói chắc gì đã bán được. Khó lắm, giờ thóc đau gạo kém này khó lắm. Tháng 3 ngày 8 cây xanh đã non, tiền đâu mẹ tiền cho toàn. Đây anh em toàn giới thiệu toàn là Jupiter rồi là Way rồi là Zin tàu, Zin tàu. Con này không có tiền. Vợ em lấy con 125 nhà anh. Ừ. Rồi em lấy hai cái con nhà anh luôn. Ừ. Chứ không phải là lấy một con. Ừ. Rồi em cũng muốn đi con khác, nó cũng đang ngoằng. Ôi lằng gì nhỉ. Đến đây. Anh em về tuyến trên này trực tiếp giáo sư khám bệnh này. Nó nắm việc cũng lằng ngoằng, em thích em phải quán nhà anh. Muốn ra quán khác. Hôm này nhá, anh em cho tình cảm nhá. 87 triệu. Nếu anh em bán được bán, không bán thì coi là đây cộng 2 triệu danh dự trên này nhá. Mua 87 triệu. Không phải suy nghĩ một câu đấy. Mua 87 triệu chốt anh em 87 triệu. Thế cộng cho anh em 2 triệu. Anh em trên này. Anh đừng quay em. Không quay. Ok nào. Xong chưa? Ok, bắt tay đi vào đi. Ok. Em đi vào đi. Ok, để anh che nhá. Ok, ông quay cho con cái xe đây, chốt cho anh em 87 triệu trước, không một anh em tín nhiệm đến mua nhà mình. Đấy anh em nó cũng ngại. À, Nguyễn Hoàng biển tịt 86 là quá chuẩn rồi. Ok thôi, nhưng mà cũng là khách quen, mình mua gánh đỡ cho anh em. Con này mua 87 triệu cộng em 2 triệu nhá. Đấy, uy tín người lính nói một lời, đúng luôn. Đấy, 150 ABS nha, em nó sản xuất 2020. Đấy. Đấy, xe nó cũng chất đấy nhá. Trước mình anh em thời điểm cao anh em mua 100 đấy. Nhưng mà thôi kệ, nó cuộc sống thì đôi khi nó phải thế mới tiêu hết tiền. Không thế sao tiêu hết tiền. Tiền nó để có việc tiết kiệm. Đấy. Ôi, câu chuyện là nó cũng là đơn giản đấy, như thế thôi. Số km này xe trước nhà mình bán ra nhá, hiện tại bên đây đi 7.200 cây. Nói chung là anh em nói nhỏ cảnh nứt vỡ thì giờ bán không ai muốn bán đâu. Xe cộ tàu giờ này bán mẹ cực chẳng đã. Đây giấy tờ mua bán cho mình đây, tháng 5 2022 đây, mình giấy tờ đầy đủ đóng dấu ở đây, vân tay đây, giấy bán xe chính chủ nhá, xe nhà mình nhờ như đây, giấy bán xe chính chủ này đầy đủ này, photo chủ xe. Đấy, hợp đồng công chứng các thứ đầy đủ, đây có cả hợp đồng công chứng trong này. Đấy, ai anh em mua này sang tay phát xong nhá. Đấy, đỡ phải lăn tăn, đấy mua bán trực tuyến luôn. Vâng. Ông anh lên luôn à? Ông anh lên luôn. Ông anh trên live giờ quan tuần. Quan tuần, ok, em bắt tay ngoài anh ạ. Rồi. Ok, hiện tại em đang làm video, anh có thể chào các sếp trên này tí được không? Vâng, em xin phép em cài anh em mic nhá. Để cho anh em nói cho nó cân. Ok. Ê, câu chuyện nó thế, rồi. Cuộc đời nó như thế. Bán cho mình. Hả? Anh bảo là 15 phút, anh bán cho mình. Bán cho mình, ok. Anh tên gì nhỉ? Tôi Tuấn. Anh Tuấn à? Tú Điền. Phố Pháp. Nhìn trông anh em. Trông chắc chắn đấy. Cũng xem mẹ live stream của ông. Anh cho mượn chìa khóa đấy. À, tôi nhỉ? Đâu nhỉ? Anh Tuấn từ đâu qua đấy? Tứ Liên thôi. Tứ Liên, quất Tứ Liên. Quất Tứ Liên. Tây Hồ. Đấy. Là... mùa xuân làng lúa làng hoa đấy, làng lúa làng hoa đấy, đấy. Quất Tứ Liên đào Nhật Tân thì nó là chống hết luôn, đúng rồi, bây giờ nó là chống hết luôn, nó là nổi tiếng của cả nước. Trước có cái món thịt chó Nhật Tân thì ôi giời. Ăn món thịt chó Nhật Tân đấy, quả đất lên mẹ sóng rồi, lên mẹ sóng thịt chó Nhật Tân đấy. Thôi rồi mẹ nên sóng cũng chơi dễ đấy, trời ơi, tắm rồi phát này nó lạnh một phát, rội phát này thế tự nhiên nó mát rồi, đầu tiên thấy nó rét thì nó mát anh ạ. Con này biển nó là 4 số máy, em nó sâu lắm rồi anh ạ, 590-91 lâu lắm rồi, dòng nó gì thế này thì chỉ thế này thôi, nói thế chuẩn nhanh nó lậu tậu rồi, 70-80 triệu thì không được ôi giời.
đấy, chở quất chở đào đấy, chở quất đào đấy, đúng là đào quất đấy. Vừa rồi đào quất cũng kiếm được tết xong. Ồ, anh em hơi nhiều đấy, đồ đôi mấy trăm làm mấy trăm mấy Lê Trung Kiên này, ông đứng dưới này. Ok, màn chào hỏi anh em mình xong rồi, bây giờ là bác đưa ra đá bóng đi. Cứ làm cái 26 đi. 26 đi. 26 triệu. Ông anh đùa với em nào, như con biển 4 số máy này, 26 thì chết đấy em. Trời ơi, mà ông bá tuyển hơn trăm mới cả, mà riêng Việt còn mấy chục. Anh Nguyễn Bùn, giám đốc Kiên không chào nhau câu nào, cũng thấy buồn. Ok, anh chào anh Nguyễn Bùn nhá. Anh Nguyễn Bùn chia sẻ em phát đi, giờ này anh em có 145 anh em xem. Giám đốc Kiên là lúc này nên gặp giám đốc. AB Quỳnh Nguyễn, AB đằng sau, đá sao, chờ tí. Ông anh bán yêu thương đi, cho nó... Rồi, biết rồi, tôi ngày nào tôi chả xem của ông. Có hôm tôi còn uống nước ở kia, tôi xem ông này. Con Win. À, rồi. Con Win hôm qua mười mấy, ông kia. À. Con Win đỏ, con Win đỏ, Win đỏ, con Win gì 13 triệu. Ông anh chuẩn bị u thế này, con chuẩn bị u là bây giờ rít thuốc hơi sâu, bắn hơi sâu. Nhưng mà cái là càng nói chung là trên giao lưu vui, anh nhảy bánh bắn xa quá, anh bắn chim kinh quá. Thế lãnh đạo cứ bao nhiêu nào? Em bây giờ anh nói là hai anh bảo 26 đúng không? Anh bảo là 26 thì em nghĩ là hai con, nhưng khả năng phải hơn hai con xe này. Con thế, con này năm củ à? Hơn hai con xe này. Lên vui là chính, sao đó, lên cứ lên vui. Vui chính kệ anh ạ. Đó, không sao. Bạc cứ bóng thoải mái. Thì chương trình chỉ có được 1 phút lên sóng 20 giây. Đã bỏ họp quốc hội. 30 giây. 1 phút 30 giây, đại biểu quốc hội là chỉ có lên 1 tí. 30 giây. Hết thời gian để đuổi ngay xuống. Chủ tịch quốc hội quyết định rồi thôi, đồng chí hết rồi, hết thời gian rồi. Đấy. Đấy, anh em thấy nó khổ không? Ca nào, bóng quá, bắn xa quá. Hơi ngon đấy, trình thái. Không, chương trình thật đấy. Ừ. Em nói luôn là thực sự là nếu mà 26 triệu là được hơn 2 chiếc này. Ui giời. Anh ạ, nói bác hơi thông cảm với em như rồi rồi, biết rồi, ok. Nó sao thế... cả. Lãnh đạo gì còn hơn 1.000 nữa kim. Bóng hơn 1.000 nữa kim. Nhất. Đây, nhá, mẹ đây còn chưa được. Anh nhất. Anh nhất à? Anh tên 72, là nhất. 50 bán. 72, 50 bán luôn. Ông anh này 226. Ừ. Hoàng Lâm ở Gia Lộc 10 triệu, không phải Gia Lộc 10 triệu đâu anh ạ. 26 Gia Lộc 16 triệu. Ông em Việt vừa mua con này về nhá, thôi lát nữa giới thiệu. Đấy, ông Việt vừa mua đấy, nhân viên vừa mua về đấy. Nói vui 12 triệu, chính thức. Chương trình... Thống nhất này tôi xem nãy ông nhiều rồi. Vâng. 10 năm ok, được, không, ok mà không thôi. 12 là câu trả lời cuối cùng. Anh ơi, căng lắm. Ông anh nó thật, ông anh thôi, đùa. Thôi, 10 năm là tôi. Anh ơi, thế thôi, nói thì thế thôi. Tôi chỉ thế thôi, mà tôi xem đời, nó là đời 4 ngày nào tôi chả xem live của ông mẹ suốt ngày suốt đêm. Suốt ngày suốt đêm. Tôi còn chốt hai con ở đây, con đều trượt tất. Vâng, anh chốt được mà. Tôi... Anh cứ chốt, tôi cứ nhắm mắt là được. Jupiter, hai con được trượt. Chốt hai con đây đều bán hết rồi. Vâng, bán ngay. À, chốt ông con gửi tiền về đây. Gửi tiền về đây, bảo bán rồi. Ok, không sao. Bình chọc. Chào chị. Rồi. Thôi chưa chương trình nào, anh triển khai anh em mình biết nhau trên đấy rồi, anh em thi thoảng lên đấy phải chào nhau trên đấy nhé. Rồi anh ok. Chào các khán giả, vâng. Tôi vâng. Thôi đại ca cứ để cho em 12. Đại nhỉ, các bạn cứ ô quay cho con nghe mặt trên này. Gần như là coi là khúc còn gì rồi, nó thật ra nhìn. Thôi lãnh đạo nhá, bây giờ câu 14 mà lãnh đạo không chốt thì thôi. Chịu. Đó này là... chịu chết. Thôi rồi ok. Này, chịu nó rồi. Là Michael Tanat, anh em nhìn nó cảnh khổ, nhìn trông này. Vỡ chán này, chồng chán. Chồng nhìn mặt mũi này, trông không lịch sự, thôi nó khổ. Trông nó thấy cái nỗi khổ ải của đời. Ông anh bán mẹ cho em đi để cho nó đời nó đỡ bớt khổ. Anh đi con này nó cảm nó có cái gì đấy, nó hơi bị bụi bặm một tí. Trông tướng của anh ăn mấy con kia em đẹp quá đúng không? Anh ăn mấy con này đẹp, không con này của anh chắc là hàng mà biết rồi. Hàng xe lôi thôi. Vừa hôm kia tôi ra đây tôi ngồi uống nước ở đây xe lôi này. Vâng. Hàng xe lôi anh để cho em 12 triệu. Thôi 14 mà không giải quyết thì thôi. Không mua được. Thế thôi. Thôi gửi thêm anh 500 tiền anh em giao lưu trên này nữa. Thế thôi chào ông gái. Tôi chào thôi. Ừ, chào nhá. Ôi chắc là ý anh 13 Hà Bắc là xong. Đúng 14. Thế thôi.
không mua được đâu anh ơi. Mua đâu cao. Anh ơi em cộng con này nha, em cộng 1,5 triệu. Anh ơi bán. Không. Không xe này không bao giờ có anh ơi, riêng bây giờ anh mới tháng 3 ngày 8 ăn giày xe đẹp thôi. Xe 30-40 triệu, xe hơn chục em cộng 1,5 triệu, anh vui vẻ cho em. Danh dự nha, nếu anh bán là 12,500 triệu em cộng anh chợ anh em 1,5 triệu trên này. Một câu đúng, danh dự luôn. Hết thuốc rồi. Anh thoải mái cho em. Nhá. Anh để cho em 12,5 triệu. Thôi để cho 13 triệu. Anh em thôi nó người nọ nó lợi, người kia lợi, hai bên đều có lợi. Doanh nghiệp lợi. Anh người bán được, người mua được, vui vẻ. Em là người đưa đỏ nữa, em cộng đúng. Xe 70 mà còn 10 triệu. Đời nhà Tống. Con nào? Còn hơi 70, 81 hơi 70 rồi. À, không, cái 81 đấy nó lại là cái thế giới riêng của nó. Nó không thể so sánh được bởi vì nó có đâu. Rim nhiều như lợn con không, em không mua được. Thôi em mua cho 13 triệu nữa không được, anh em mình lại chia tay Hoàng Hôn. Em mua rất nhanh. Anh bán không, nếu bán chốt không em tắt like, em mua 12,5 triệu, không chia sẻ. Rồi, anh em vào việc lại là chào nhau. Chào nhau nha. Dạ bạn. Thôi nha, thôi nha. Thôi nha. Không bao giờ bán cho bạn. Lo săn lo là sò lần cái gì kinh ấy. Ông anh vừa thôi chứ 13 con này bán cái gì đời cổ lâu rồi anh. Tôi chốt hàng xe đây đều chuyển chốt chưa à, tiền còn trả lại à, tiền trả lại à? À ông anh chốt rồi tiền trả lại. Ok không mua được thôi, người đất cũng chịu rời chịu đất cơ đôi nha, mỗi em một nửa, một tờ 500 chốt ông anh đẹp trai. Anh quên anh Tuấn ở Tứ Liên nhá, một trong những dân chơi làng lúa làng hoa. ok vẫn là uy tín, cộng có 1,5 triệu cho xe này nhá, vẫn là uy tín. Mua 13,5 triệu cộng 1,5 triệu đấy. Câu chuyện để nói chung là nó anh em để chơi cho thoải mái, vấn đề nhá, vô tư để xe nó chỉ thế thôi, 26 triệu nhưng mà vẫn có thể mua 13,5 triệu đấy, câu chuyện đấy. Đấy nhiều lúc đất anh biết là Vinhome bây giờ 70 tỷ, giờ bán 30 tỷ không anh mua. Tôi chưa nói 1,000 mấy kim. 1,000 mấy kim. Tên nhau 1,000 mấy kim. Ok. Anh để đó. Ok, cảm ơn anh Tuấn nhá. Anh Tuấn chào anh em trên này đấy. Rồi ok, anh vào bên giấy đi. Cộng 1,5 triệu nhá. Nói chung là câu chuyện nó anh em đi làm đi ăn đi xây. Máy móc ngon ấy, nói chung là máy chất. Ok, Việt đây, Việt chào anh em trên này đi. Hiện tại Việt đang vừa mua về một chiếc SS. Đấy, SH. Thật sự ra thì rất nhiều là mệt nhưng mà vẫn phải chào anh em vì ngày hôm nay chào rất nhiều rồi và vẫn chào thêm vài lần nữa thì vẫn chào. Ở đây giới thiệu với anh em một chiếc SH đến từ Hương Khê Hà Tĩnh nhá, của một em là nhân viên của ngân hàng. Em bán đi để em lên Camry và đây là giấy tờ tùy thân tất cả đầy đủ nhá. À, qua đồng, cầu bến thủy ngắm nước dòng Lam đúng không? Đấy. Đầy đủ luôn nhá. Ok, đấy. Nên là sở hữu chiếc xe này thì các bạn cứ yên tâm rằng là nó rất là tuyệt vời. Chất hơn được cả em. Vợ của anh em luôn. Đấy. Em nó đến từ Hà Tĩnh ấy. Lúc nào cũng chất hơn vợ của anh em đang ở nhà. Đấy thì là đang là rất chi là chất luôn. Đây hàng mới về. Đấy. Vừa mua về xong nhá, xe này em mua trực tiếp chính chủ luôn đấy. Mua trực tiếp chính chủ ký giấy trực tiếp nhá. Hà Tĩnh ấy. Đấy, mua. Đấy. 125. Xe vẫn còn đang dán ni lông cả xe luôn nhá. À, núi Hồng sông Lam đúng không? Muôn đời vẫn thế. Vẫn chờ đợi người con xa trở về. Đúng không? Em nó đi cũng 34.000 cũng kiếp phết nhỉ. Anh em đi rít chắc phết ấy. Đấy đại ca chắc Hà Nội Hà Tĩnh mẹ rít ác phết. Của nhớ quê hương quá, điệu ca ví dặm quá, đi liên tục đóng địa chỉ về thăm vợ, về thăm chồng. Có tên con gái con trai? Con gái luôn. Con gái à? Ôi giời mẹ đóng địa chỉ nhanh đấy. Núi Hồng sông Lam muôn đời vẫn thế, đúng không? Vẫn chờ đợi người con xa trở về đấy. Đây. Hà Tĩnh nhá, Hà Tĩnh mình ơi. Đấy. À, Việt mua con này là bao nhiêu? Mua con xe này của khách đây, giấy tờ đây. 62 triệu chưa có tiền cồn nhá. 62 triệu chưa có rượu bia, chưa có gì nào, chưa có ăn uống gì. 62 triệu. 62 triệu chuyển khoản, chưa có tiền cồn. Chuyển khoản. Đấy. SH đời 2020 đúng không? Đăng ký 2020. 2020. Đăng ký 2020. 62 triệu 125 CVS. Đấy chương trình là thế. Ồ, bây giờ xước một tí này, phải sơn tay sách tí này.
anh em lần này anh em về quê nhiều quá nên km nó hơi tăng nhỉ. Đây km nó hơi bị tăng đấy. Đấy. Cái chỗ này là dán ni lông, đây là giấy đen sần nhá. Lốp còn zin cả đôi nhá. Đây nhá, lốp zin cả đôi luôn. Lốp zin cả đôi. Máy vẫn ngon như ngày nào. Đấy, đây, bánh tam nan này. Ok, Việt chào anh em như này đi. Lại chào anh em nhá. Cháu chào anh em, cháu vào cháu bàn giao giấy tờ nhá. Chào nhá. Ok. Việt ấy chồng Dung ấy nhiều lúc mà ông em được cái thích cho đùa dai. Việt em rẻ mình nhá, Dung em gái mình đấy. Nhiều lúc anh em cứ nhầm nhọt sang chồng chọt. Con này mua 62 triệu rồi, chưa có công án anh em đi lại đâu. Không thì anh em 3 triệu. Chương trình như thế, xe này bắn tỉa sơn mất 70.000 cái tay sách. Bóc ni lông ra, cổng thi dọn dẹp các thứ mất khoảng 300 đến 350 nhá. Bên mình có dịch vụ làm cho anh em làm đẹp trước khi dâu với về nhà chồng làm đẹp luôn. Kể cả trong đó hạ công tơ hoặc làm tất cả các công việc tiếp theo để cho anh em sao cho nó phù hợp lại sơn. Đấy. Ok. Hết xe em nhỉ? Thôi tình hình nhà chắc hơi muộn thôi. Ông anh lấy xe gì anh? Con Win đấy. Win đấy cọc rồi, hoa chứ mai đang mua mới đang có cọc anh chờ con khác. Win đỏ. Win xanh. Ok, không có thì anh không ấy đi. Anh để chào các anh em trên này tí nhé. Anh tên gì đây? Tiến Tuấn. Anh Tiến Tuấn này, anh ở trên này đúng không? Lấy mấy con xe đó. Anh đang lấy với anh. À vâng. Anh bỏ ra cho anh hủy cọc thì anh chờ con khác của tôi. Ok, ok, nếu mà hủy vẫn ok mà. Vâng. Tiền lãi của anh còn. Giờ trả lại. Ok, trả lại. Ok, đúng nhẹ nhàng thôi, anh em chị pha cũng gì. Chị cũng lắm anh em nó nhẹ nhàng tất cả mọi cái á. Ok, cứ rồi cứ lùi tầm 500 hoặc 1 triệu đấy, tùy giải quyết lùi cho anh tí. Không sao cả. Muộn rồi, chắc xin phép mình kết thúc lại đây. Sau video mình chưa nhìn thấy sau cái của anh mà chưa thấy ấy nhỉ? Chưa. Mà chờ anh cùng anh mang cái xe Win ra để bán đó. Win đó, Win thì Win phải chờ bình tĩnh nhá. À đây đi vào chỗ này ông ơi, ông vào chỗ này tí. Đấy vào này là đây có giới thiệu anh em một số xe đời đẹp trong này này. Ok. Đấy một ông anh hủy cọc Win nó nằm đâu rồi? Win nó chắc nằm ở bên kia. Đây một số xe đời đẹp này. Đây con tem biển 17 này mua 62 triệu này, con tem Thái này. Đây đời tem biển H này là con này là đầu lai mình mua này. Đấy. Con N này là con tem Thái 29N này. Đấy. Ông cầm mấy bích trong. Đấy vào màn chào hỏi trong này cái anh em. Nó đây. Đây ok, đây vẫn còn 119 anh em vẫn đang xem này. Quỳnh Lê, anh Kiên quay mặt ông chào anh em phát biết mặt. Ok Quỳnh Lê ơi, đây quay mặt ông nhá. Ông bỏ khẩu trang này đây. Đại ca đây, ông là ông ngoại nhá, ông họa sĩ Trần Quang. Đây ông toàn bộ những cái bức tranh ông vẽ đấy. Đấy ông thời trước thời bố ông là may áo long bào cho vua đấy. Đấy những bức tranh này là ông vẽ nhá, trực tiếp họa sĩ Trần Quang vẽ đấy. Đấy một trong những nghệ sĩ đấy, ông là một nghệ sĩ đấy. Một tay bàn tay vàng của thành phố Hà Nội đấy. Đấy ok Quỳnh Lê nhá. Bạn yếu quá anh Kiên ơi, ông để em gạt chế độ này. Okay. Chế độ trong này nó hơi bị ấy một tí. Đấy. Có thêm 50 triệu không trở lại không Bình Dương Văn. Có nhá, đây trong này có. 3 vạn thì tua 2 vạn rưỡi là vừa bảo. Ok đúng rồi. Em hơn rồi anh Tùng Trần ơi. Con AB đâu rồi Quỳnh Lê? Bọn nó dắt đi rồi. Đức B mông nó dắt mất rồi. Đấy. Thôi để mai nhá, mai anh em này đến anh em mấy con Ablet đấy đấy loanh quanh rồi nó mình cũng quên mất nhỉ. Đức nó dắt đi mất. Rồi cậu này nó hơi nặng tay tí, phải tính nó nhiều lúc là nó được việc nhưng cũng mệt. Đấy như ông quay cho con này đây xem là báo giá là bao tiền đấy. Mình sẽ quay mất hai con xe. 29N7 1566. Đấy con Diêm Thái nhá, một con Diêm Thái. Một năm sáu sáu. 29N7. Con này mua là 34 triệu nhá, cộng với em 3 triệu. Đấy Diêm Thái.
đầu máy bao nhiêu này? Đầu máy 822. Đây chưa? Đẹp lắm. Đầu bò rất đẹp. Đấy. Đấy để đạp đạp phát. Đấy. Máy máy chất nhá. Đấy máy ngon. Đây còn một chiếc biển 89K này, con này là mua là đi 8.000 cây nhá. Mình bán là 50 triệu một chiếc xe Dream biển 89 Hưng Yên. Đi 8.000 km nhá. 8.000 km mình bán là 50 triệu. 89K10482. Mới đi có 8.000 cây nhá, mình bán 50 triệu. Đây một chiếc xe biển 17 này trước mình bán ra cho anh em nó là 69 triệu. Rồi mình mua lại anh em nó là 62 triệu. Đấy. Một cho anh em một dân chơi cho một đứa em nó rất quý con này nhá, mình bán 69 triệu mua 62 triệu. Bây giờ mình cộng con này là 3 triệu rưỡi nhá. 17H16208. Đấy quay vòng sơn zin máy zin hết toàn bộ dĩ gì cái gì cũng zin. Mua 62 triệu rồi cộng 3 triệu rưỡi. Hả? Window đây có một xe Win đang khách đang đến bán, lại phải chờ lại phải lên đây. Đấy. Nói chung là rất chất. Đấy. Chỉnh ga đi lên tí cho nó thoải mái. Đấy. 13,5. Chỉ có 13,5 triệu. Chú trẻ đừng nói chú già. Bỏ gọi anh ấy, riêng các anh trên này đến bán xe em cứ gọi anh cho em. Cứ gọi anh ấy. Trang rất nhiều xe Jim với 82 trong kia nhá. Để những xe Jim có 82 buổi sáng mấy con xe là cọc hết rồi đấy, 81 cọc rồi đây, còn một số future này lại là một số Jim cũng có 1-2 con cọc hầu như vẫn còn nhé. Ui đây có anh đâu, ui ui đâu thôi có vừa đến con 82 thì có một con Win trước. Vâng vâng ông anh, vâng ok vâng bắt tay ông anh, ông anh Win nhỉ. Vâng vâng ok em xin phép em cài mấy cái ông anh ấy trên live luôn. Chính chủ. Anh chào các sếp như này chào đấy, anh. Đấy chào nhau suốt đây giờ chưa rồi khổ quá nhiều lúc David Vũ anh quay em con SH150 màu trắng xi măng tiền khoảng từ 80 triệu đến 100 triệu được không? Hiện tại màu trắng xi măng 150 ABS thì giá đấy không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang Hà Nội đất đắt lắm. Hà Nội đất nó đắt, nếu mà biển tỉnh thì rẻ hơn, đất Hà Nội đắt lắm. Hà Nội dòng màu sáng Zima 150 thì phải mua tầm 8, 9 mấy triệu mới mua được. Ông anh thấy nãy bỏ thấy Toàn bảo tranh thủ lên gặp nhau đúng không? Cho đi làm về muộn quá. Okay. Anh hay đi làm về muộn đó. Rồi ok. Máy nguyên, côn nguyên. Rồi. Nhưng mà nó dọn rồi, nhưng mà nó chả đi đâu, dựng nhà 2 năm đấy. Ông anh dựng nhà 2 năm. Rồi. Chính chủ luôn đấy. Anh Khổng Minh Tiên Sinh hay bán xe gì ấy? Bán 82 Zim đấy. 82. Anh Khổng Minh Tiên Sinh, là gần như là anh em gần như nó có tình nghĩa sâu nặng Biển Đông. Rồi. Tất cả Biển Đông. Tất cả Biển Đông, ok. Khổng Minh Tiên Sinh ngồi ghế an vị trong lát nữa để Hoàng Kiên vẫn phải lên in trong hiệu cắt cắt tóc. Đấy. Khổng Minh Tiên Sinh. Đi chủ ông anh này đúng, tự nhiên lại mê xe, lắm xe nhỉ. Đấy, chơi rồi. Chơi, ông anh chơi. Rồi. Đầu máy bao nhiêu anh? À đây đăng ký đây này. Rồi 221 ok. 21. Hai con này 21. Thế này dọn dẹp đi anh em nhá. Dọn qua rồi. Thế dọn dẹp rồi. Nhưng mà ông nó sẽ để nhà thôi. Chính chủ biển đẹp hết. Để nhà rồi. Đây có những mấy cái hồn quê thì nó mất rồi. Bộ pha kính gáo đèn mất rồi. Riêng Win này mất bộ pha kính gáo đèn, hơi tiếc. Chính chủ biển đẹp. Chính chủ. Biển tạm được. Con này mất bộ cỡ pha kính. Riêng cái giống này mất bộ pha kính, Win nó này mất buộc phải có bộ pha kính. Nhưng máy nó ngon là được rồi, côn kèo có thứ, máy không có quý gì đâu. Được, xong hình thức. Ok, ông anh ra bao nhiêu đây? 35 triệu. Ôi giời ơi. Mệt lắm, hoành hết qua, còn đỏ. Con nào, con đỏ. Đấy. Con đỏ 21. Ra chú rồi thì chú cân đối ở bà đi, để Toàn đưa được chú. Chú hắn. Có con kia thì làm hôm xem đằng sau hôm sau lại hết khói luôn. Không hết. Con bù gì? Bù gì? Làm rồi, con Jim làm sao làm? Con Jim em làm. Phải làm hết. Em làm nhanh. Từ bố mình chết bù gì? Không. Riêng nhà em thôi em làm, riêng làm hơi nhá, làm khói hết 33 phút làm ngay. Đội này đội đá, đội toàn đội tuyển đá chuyên nghiệp. Lại Win này em chỉ tháo vào trong vòng 10 phút là anh thấy bung ra hết. Pha kính áo đèn này thay rồi nhá, nhìn cái đồ này nhìn mặt nó dại, không đẹp đấy, lưỡi nó thè lè.
kia nhá, nó là quắp nó vào, mẹ nhìn nó chim, mẹ nó mặt. Bây giờ đàn ông ấy trông nó gân guốc, ông này hiền quá, ông này kiểu ái nam ái nữ, mẹ đàn ông chất phong phong trần trông nó trông hiền không? Anh em nhìn mặt mũi hiền quá, không dáng này được, nhưng mặt con này bắt buộc phải mua bộ pha, đắt mấy phải mua. Xe này không bộ pha không thể bán được, mất hồn. Coi cùng máy đẹp nhỉ, máy sướng, máy nguyên côn nguyên, không hư héo gì đâu, không có nguyên đâu, chạm rồi chạy nhưng mà không cái nó dọn rồi. Lúc nó dọn nó rửa đấy, nó đẹp. Dọn nó rửa nó thế đấy, không cái gốc con này nó cũng là xe chất, gốc cái xe này nó là một con xe chất rồi, lên chứ không nó có đi đâu mà nó dọn đi đâu. 35 thì em chịu chết, 35 chịu chết ông anh nhỉ, không cách nào giải quyết. 35 thì ông anh lấy đằng nào tiện thể cho vào là khu găng thép đấy nhá, anh đổ thành nấu rồi thành cái xe khác để nó đan sắt rồi là tép đan bà con. Anh đang vội tiếng gọi nào, tiếng gọi máy chất này, máy căng máy chất, máy này ngon đấy, con này máy hay. Nói chung là xe mông má con dẹp hết rồi, chương trình vẫn là hai mấy mới làm việc được, không có ba mấy đâu. Theo chú thì hai mấy thì hợp lý anh em. Theo em là con này nhá, cứ giải quyết một là Thái Nguyên, hai là về Tuyên Quang đấy, về ông em làm hai ba củ nữa thế là xong béng, thế là liên quan hay lên Điện Biên, Lai Châu thì lành quanh đấy, à dưới gọi là Lai Châu Sơn La cứ loanh quanh thôi. Nó hàng này nó hiếm mà đưa ra để cho chú bán cho anh em thì chú liệu đấy thì 28 nhá, không bán được, không được, không bán được. Không bán được xe thì máy bóc đơn như thế chính chủ con này như thế. Nguyễn Hoàng ơi, bác livestream con 82 hiện tại là 82 em chỉ có mấy con vừa tiền nhá, đắt quá không còn. Anh có nhu cầu thì anh điện thoại để em bảo Hưng nó mang ra cho anh đấy. Xe 82 em trong tay em còn mấy chiếc các nơi đổ về, nhưng mà đòi cao lắm, em mua em sợ em đứt, em mua thì lúc mua nó cao quá rồi em cũng chết, mình mua là mình cũng chết chứ nói em chạy cái biết lấy lãi làm cái gì, buôn thì mình có lãi 1-2 triệu không giá. Ôi giải quyết ông anh lên Tuyên Quang cùng lắm là lên Hà Giang, giải quyết mà kéo Hà Giang 2-3 triệu anh nhớ nhanh anh ạ, về bọn em bán là 2-2 triệu 3 triệu này đi làm anh rất ngại lại lên sóng á. Không giờ này quan tuần gì đâu mẹ, giờ này mình phải làm thêm kiếm tí lương ba cộng triệu đồng với các cụ giả được có 6-7 triệu một tháng. Bùa con trước chết, con trước chết à? À chết, chết là mình phải nổ. Các cụ giả thôi. 26 Sơn La khó không làm được. Nhanh, anh nhanh lắm. Tiền uy tín của chú rồi. Uy tín không đúng rồi, đúng không anh? Không được. Uy tín. Máy nó thế nào? Sao được? Nó khỏe như thế. Máy là đây. Mà vũ ở đập một phát vũ hỏng ấy. Máy cảnh thường lắm. Máy hùng hục. Ô này máy chất. Máy chất. Ông quay vào cho con thế nào, coi em thẩm định coi ai thích không. Ông anh đang bán 26 Sơn La đấy, đây đang giả 23 Hà Giang. Chắc là ý là hai ông anh lên đường. Đấy. Ý là ông anh hai từ Lào Cai là anh em lên đường. Sao 3 theo bổng. Thôi ok, em đại diện toàn thể cho gia đình họ nhà trai giải quyết gửi anh 24 Lào Cai. Chương trình thế em mới đếm tiền cho anh nha. Lào chú con, con này nó mất pha rồi. Xe win mà mất pha có nghĩa là mất cái hồn rồi, bởi vì khi cái mặt như kiểu con người ta kiểu đàn ông đi đánh phấn không đúng là nói hiểu gì trên này làm gì cả. Anh bớt cho chú thì bớt sổ chú rồi, bớt rồi đúng không cả. Anh em với nhau rồi ai rồi chú cộng bán chuyến không đỉnh. Đỉnh con này đỉnh mà đỉnh lắm, thì nó khôn xe như này giá cao rồi. Hết giá. Anh đừng lấy thêm, anh lệch phát là thôi em lại dừng. Thôi cứ đôi nhá, tôi nhá. Không anh được. Máy 25 triệu xong. Không được. Keo rồi nhá, em không mua được. Con này em nói thật với anh, nhìn kỹ ra sâu ra xe dọn. Xác định anh em dành cho anh em làm sạch sẽ thôi. Nó không đơn giản, nó sẽ của anh dọn lại. Ngày từ đời đến giờ, đời thì nó cao, không, chính chủ như thế. Rồi, nó là hàng thật thì nó khác. Bây giờ mình chơi gọi là dành cho gọi là hàng. Hàng này là hàng gọi là thôi, nói chung là gọi là giả cây. Nhưng mà không giả cây thì nó không đâu. 7-80 Ok, chốt cho anh 24 Lào Cai.
Hồi 2:30 Wi-Fi giải quyết 2:4.5 Wi-Fi giải quyết ok. Tốt. Không yêu ai anh thì bảo. Anh rất nhiệt tình. Anh cửa gì anh phải làm được đôi 3 triệu con này. Bù vào 1 triệu. Thế luôn bù vào 1 triệu. Còn sẽ bù vào 1 triệu. Con chưa? Ai rồi ok. Con trước thì lỗ mất có 200 hay 300. Rồi thôi chịu. Ok, anh nha, chào các anh nha. Đi. Vâng, ok, rồi. Okay. Anh vào viết giấy đi. 2:4.5 nhá, một chiếc xe kết một cái cục máy rồi, nó đặt ra hình thức thì anh em dọn dẹp rồi, dành cho anh em người lười. Không phải làm gì nếu anh em cố gắng lên Chợ Rời đặt mua cái bộ này. Anh em nhớ đặt mua nếu mà đặt một bộ pha này. Nếu mà dòng xe này con này đúng là nó thật ra nó điểm yếu nó thiếu đúng cái pha. Nhưng mà hình thức nó cũng là dọn dẹp đẹp rồi, đầu bò rất đẹp nhá. Quay lại gần cái đầu bò. Máy nó càng đẹp. Cái đèn này thay rồi anh nhá. Đèn này thay rồi. Đèn này gom thay hết rồi. Con này nữa. Nhưng mà con này nếu mà nhìn về chất tổng của nó là một con xe chất. Nó lên nó độ, bởi vì chủ xe con này không phải bây giờ không phải là thợ lên, mà con này chủ xe là mua con về xong là nhờ thợ lên đồ để cho nó đẹp xe. Đấy. Anh em ạ. Đấy. Như con này máy không, như con này nó có hồn, đi lại rất sướng. Quay chạy ngồi thì nó mẹ đi nó mê ly luôn. Đây này, gật gù này. Nó độ êm, gật gù này. Máy này, hăng này. Nói chung là dành cho người lười nha anh em nhá. Nói chung con này ấy chế chủ thứ nhìn rất khôn gắn, khôn cong. Này. Vâng. Anh em mua là 2:45 thôi. Cộng cho anh em con này 3 triệu. Chương trình như thế, rất là nhẹ nhàng. Đấy anh em chưa thoải mái, bao quay đầu luôn. Được không? Toàn phát biểu cảm biểu nào. Toàn là một thợ sửa xe anh em, và một thợ giỏi nhất ở khu vực thị trấn Cẩm Thủy Thanh Hóa. Ông chủ nhá, nhà mình toàn thuê sửa cầu kỳ, nó làm như cầu kỳ. Nó làm hút từng cái son phấn, từng cái nét kẽ hở của những cái xe này. Triệu rưỡi cũng được thôi, nhưng về anh không quý nó. Em phải cộng 3 triệu thì bác mới quý, bác mới trân trọng nó. Thế mới tiêu hết tiền này, nhưng các bác... Ok, chào Tuấn Nguyễn. Con này anh nhìn cái đấy. Ủa không anh, dân chơi cũng nghiện xe. Đấy thôi, hết tiền rồi, sao mất tiền rồi. Em cộng 3 triệu, quá rẻ cho một cục tiền. Quá rẻ. Có mấy ngày mua 4 xe. Thôi mua về mà bảo chị ấy, nhà giàu. Toàn giấu đi, mua xe toàn giấu đi. Toàn giấu chị nói nhá. Ông anh toàn giấu gì à? Toàn gửi xe ở chỗ. Tuấn Nguyễn ok, like ở ngay. Con này vuông nhá. Khẩu Minh tiên sinh vừa dỉ tai ngon hơn con xe hôm qua. Còn hôm qua nó là 21, con này giá nó là 2:45. Nó 2:45. Không, mỗi cái nó có hay riêng. Con kia nó có hay mẹ xe biên phòng, nó nhìn trông nó đẹp. Con này nó tem vắt. Không anh ạ, xe này dành cho anh lười sạch sẽ đấy như anh ấy, đỡ phải làm. Anh em anh đi mông đi hầu con này nhá. Anh hầu đã mất mười mấy, 20 triệu chưa chắc lên được cốt. Anh lên anh mông con này mười mấy 20 triệu, anh còn không ra gì chết nhọc. Thôi nhà anh bỏ ra 20 triệu không môn mông xe này lên cốt chất. Khó lắm. Này như nó thật. Bình zin ý, bình cốt zin thôi. Bình zin khỏi bình nội đâu, lô là bởi vì bình cốt đấy lô là những con xe lô thì em mua có mười mấy triệu đấy. Còn nó kém. Này, chạy phát là sướng, nghe tiếng nổ không cần phải chạy nhá. Riêng giống này là nghe tiếng nổ. Ui giời. Con này máy nó còn căng lắm, nhìn đánh đạp nhậm nhìn. Đạp côn chắc định. Đạp côn chắc định. Nghe tiếng nổ nó sướng như thế này không mua. Đạp xe win đấy, số đạp sướng nặng. Bà con nuôi lợn 4-5 tháng mới được con hơn ta. Mấy anh em buôn lợn thịt lợn chọc web phát làm triệu. Đấy, rất ngon. Ngày mẹ có ông chọc được 10 con lợn, thịt được 10 lợn đấy. Ngày làm mẹ gần chục. Đấy, anh em nó sướng rồi đấy. Để mấy anh em làm vất vả lắm, mấy xe này làm vất vả. Thôi cộng đây em ba. Vâng, anh vào anh lấy tiền cho em. 0,5 triệu chết. Thôi có thì em giá đi, thì ở đây em ra lộc anh tí, anh đưa anh ra lộc anh 500 cho vui vẻ, anh thoải mái. Anh cho thật sự đấy, nhà mới đông con. Em cộng trên này 3 triệu, nếu mà anh ở đây thì thôi anh em mình tình thương mấy thương. Thôi, anh em cho. Và 27 gì nữa. Đúng rồi. Ok, chốt cho con xe này, chốt cho anh này rồi nhá. Ông anh đẹp ra đây, anh giảm đi. Thế mới tiêu hết tiền của anh em. Tiêu sao hết tiền nữa, nhậu hết 10 triệu. Đấy, chốt cho này, đại ca vừa từ chối một con Win hơn chục xong rồi ra là con này. Còn này anh số hơi đỏ đấy. Số quá đỏ. Con này có một đại ra cọc rồi nhá.
anh tuấn đi anh cứ lấy đi anh ạ, anh cứ điếc loài không thích thì anh lại mai anh lùi cho em cái số kênh chênh lệch là bác lại đưa cho em thì em lại đẩy được ngay. Dòng xe này nó đơn giản. Nào, đây đưa, là Khổng Minh tiên sinh đêm hôm lo mò giải quyết đây. Rồi. Tình nghĩa biển sâu. Bây giờ là ta chợ chiều chợ tối rồi. Chợ chiều chợ tối và rất nhiều khuyên làm việc hết luôn công sức. Hôm nay làm thêm giờ nửa tiếng. Rồi. Hôm nay thêm giờ nửa tiếng đeo đúng cơ quan nhà nước. Rồi. Đấy. Thì Khổng Minh tiên sinh bán cho doanh nghiệp Hoàng Quyên, còn con màn chót hay còn con nữa không biết về việc của doanh nghiệp Hoàng Quyên. Rồi. Bán cho máy xin. Rồi. 82 chính chủ có photo. À, bán cho 8293 để cho Hoàng Quyên nét luôn là coi như là Yên Bái. Yên Bái. Yên Bái. Máy xin đi nhá. 27 triệu. Không, 27 triệu. Nó lấy tiền về. Máy zin tuyệt đối nhá, máy zin tuyệt đối cho kiểm tra nhá, cho kiểm tra máy zin tuyệt đối nhá. Máy xin lỗi hôm nay doanh nghiệp Hoàng Kim là hơi ấy, hơi muộn đấy. Rồi. Đấy. Nói chung là được mua cái máy thôi, còn hình không, như là hình nhạc cũng phải làm nên, lắp đường được không, xích hộp được đấy, xích hộp bừa máy được đấy, xích hộp bừa máy được đấy. Khổng Minh tiên sinh hôm qua hiểu anh em mắng quá thì bảo kêu này bao đấy, tiền, đấy. Anh em nó là mua bán bình thường. Đó là tình nghĩa, đó là tình nghĩa, đó là tình nghĩa biển sâu. Tình nghĩa thông gia mà mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững ấy. Đời đời bền vững. Mãi mãi xanh tươi thì... Qua đòi Tùng Cù mẹ. Anh nó là đàn em. À. Tùng Cù nó bảo ông có Minh thì sao lại nói vào ông Tùng Cù. Bà thôi ông Tùng Cù nghỉ rồi tôi không biết. Ông anh Tùng mà lên. Anh Tùng thì anh Tùng. Anh Tùng lên, lên này thì anh Tùng quá thích luôn nhỉ. Đúng quá thích. Anh Tùng doanh nghiệp đấy. Anh Tùng, doanh nghiệp Mai Anh, doanh nghiệp Hoàng Kiên. Rồi. Toàn hợp tác, toàn mẹ đẳng cấp. Thế mà mọi người cũng nói đến tay anh à? Không biết à? Ây trời ơi, qua nó ở chỗ ra thương binh nó nói hết. Không không, chuyện đơn giản. Còn này nói giám đốc là bây giờ là phải dọn tí. Vì rồi, hôm rồi, nay rồi. Đáng nhẽ phải cho đệ nó Hải Phòng nó dọn. Nhưng mà thôi tối rồi thì... Rồi. Bây giờ anh Minh để cho em bao nhiêu con này? Thôi để cho Thái Nguyên nhá. Không mua được. Đấy. Cao quá em không xem mệt nhọc. Lấy đồng 6. Nó lát thế lấy đồng 6 không nói cho không, không 16 triệu em. Không bằng con quay. 16 triệu không bằng con quay. Lát gì? Không đấy, 16 triệu không bằng con quay. Thôi cái gì máy là zin tuyệt đối nhá. Máy zin tuyệt đối. Hết rồi. Máy zin tuyệt đối luôn. Rồi. Máy zin tuyệt đối. Máy zin thôi. Máy zin tuyệt đối. Phải xem kỹ máy. Lườn nóc thì gì hết rồi nhá. Làm đi. Làm đi, làm đi, lườn nóc có một tí đuôi làm thôi. Rồi. Đấy, xi nhan anh em vẫn của nó hết đây này. Đấy. Ôi giải quyết chương trình xong rồi, mang chào hỏi xem xe xong rồi. Rồi rồi. Anh Khổng Minh để cho ông em con này, để cho ông em con này 12 triệu. Thôi ta lại về chào nhau thôi. Thôi chậm nhau gà đi, rồi ta lại về thôi. Thôi mua 10 triệu thì bán cho mày. Không, mua 15 triệu rồi không nói dối, dối bằng rời hại luôn. 15 triệu thì anh chắc bị gãy rồi chấp nhận. Anh què 3 cái răng rồi. Thôi gãy rồi phải chịu. Vâng. Đấy, con này đánh đấy, con này ông này son, ông này son, ông này son, con này đánh. Anh có duyên đấy. Anh có duyên đấy, đo sàn con 21 qua bằng không bằng một phần con này. Con này nó đánh từ đầu đến cuối. Ok. Thôi có khi là anh em không việc là sáng thì vào việc mà tối không vào việc thì thôi nhỉ, bắt tay ra chia tay hoàng hôn nhau cái nhỉ. Đấy. Chia tay hoàng hôn cái vì con này dọn lên thì nó mới có hồn. Đấy. Đúng rồi, này. Con này dọn lên nó mới có hồn đấy. Gọn làm con sao được lát thế này. Không, về làm đi. Cái máy là quan trọng. Cái 82 mà 93 rồi. Khổng Minh tiên sinh con... thì đấy, đi làm biết rồi. Việc làm cái gì? Không phải, cái xe nó. Anh em ơi, đây nó lát đứt vỡ rồi này. Vỡ. Nó lát bét rồi. Này thì những cái ngoài ra đi. Mà nó là 8 tầng. Những cái ngoài ra đi. Vẫn còn 21 rồi. Không, 21 hay ai có xuống Việt Trì rồi. Nó đứt toát cái rồi này. Có chiến Việt Trì Phú Thọ rồi. Nhưng mà được cái máy. Cái máy của nó là đại chất rồi. Rồi. Cái máy nó gần như là không có gì mà phải chê bôi cái máy nữa rồi. Còn rồi. Vỏ hình thức cái đấy nó hơi rườm rà, hơi xước sẹo rồi nó hơi... Rồi. Thôi, chương trình này em vẫn cố giải ra nha. Em giải 13 triệu. Chắc không được. Thôi, chia tay. Chia tay nhé. Chia tay nhé. Ok, chia tay hôn. Cảm ơn Khổng Minh. Thôi bây giờ ta không thành công thì có lúc khác lại thành công. Ta chúc sức khỏe nhau nhé. Anh Minh chào các anh em. Rồi, chào anh em nhé. Các anh em nha. Xong là cố gắng nghỉ ngơi để mai lại chiến đấu. Ok, em xin lỗi. Anh xin. Ok, anh tắt luôn máy đi. Xin chào anh em. Mình xin phép kết thúc lại ở đây. Ok. Ok nhé. Cảm ơn anh em. Đây. Bấm một nút kết thúc là xong.
anh em thì thầm gặp ông anh có duyên đấy. Đấy, uống nước đi, nước này. Vâng. Không, cơ bản là em liên hệ với của nó đúng đúng tầm đó. Vâng. Thứ chuyển đi anh em, cứ chuyển thoải mái. Mình thì có tiền chuyển hết. Ok. Anh ấy còn treo tiền anh chị hai thì cái xe của chú anh ấy là cầm là 2 triệu ấy. Ok thôi thì anh ấy là nào lấy sang cái xe này thì cống.